Alo, mấy tình yêu. Chào mấy tình yêu. Hello, chế. Phải nhồi mút, em phải vuốt áo, cắt lông xù, phân loại. Trời ơi, đuối quá cả nhà. Mà hàng Mỹ nó to vật vã, em có mặc quần đùi trong nha, nguyên cái quần sọc luôn chứ không phải là. Mỹ nó to quá, hiệu toàn vô cái to. To chấm 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 ABCD giùm em đi cả nhà ơi. Chấm chấm ABCD XYZ ABCD cho con dê đi ỉa, dê con ỉa cho con dê về chuồng. Dê buồn buồn dắt dê đi nhậu. Rồi xong, em xong. Cả nhà chấm chấm giùm em nha. Lên liền. Ủa, hèn gì thấy nó tối tối chưa mở kịch đèn. Đèn. Nó sáng sáng một xíu. Chấm chấm nha cả nhà ơi. Lên áo mình ra trước nha. Mấy chế nào. Ôi còn cái cục gạch. Chế nào cứ tự biết không đăng lên mới chế, cứ hỏi hỏi hoặc người lấy một cái hai cái không đủ đơn khó, để em like đi. Ủa đây chưa có phát, em like rồi mới chế lựa cho đủ đơn cho dễ. Nhìn lắm em không có chụp được, nó bé bé nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Hai má em hồng hồng. Xảy ra lỗi gì trời, nó không phải. Rồi cả nhà ơi. Cái chế bên hội thấy vậy. Chấm chấm giùm em với. Ai thấy chấm chấm giùm em nha. Bên đây là nó hay ẩn lắm. Rồi em lên một con rất là xịn, hiệu Ariel 30. Trời ơi già tới nơi rồi, 36C hả? Rồi số mấy em không biết luôn. 36C. 36C nha cả nhà. Hiệu Ariel rất là đẹp. Mấy con sexy này á, cái mút nó mỏng vừa thôi nha, cái cúp nó thường cúp C, mấy người Mỹ này cúp nó to đó, đẹp lắm nha. 30k lên, ai lấy lên em mã hồng. Cái này cũng là size M, M này M lớn nha. Hello Tiên Nguyễn, trời ơi đơn của Tiên Nguyễn với lại Trâm Ngô xong nó ship lâu ghê chán. Đây cái này nó M này M lớn nha mấy mấy tình yêu. Ok Angela Hồ. M này M lớn tầm L nha. Rất mới nhưng mà này nè, nó hơi ngà tí xíu nha. Cái ren thì rất ok, nó hơi bị ngà tí xíu nè. Em sale cho mấy chị 25k.
Mày nãy 30 đúng không? 25k lên mã ren xanh dùm cho em. Bữa nay ren đẹp không à? Ừ, mấy cái mà nó ấy làm dục rồi. 30 này 25 lên mã xanh. Đây cái con này là nó cài trước giống như game định hình size M luôn nha. M này nói chung cái ren này coi giãn M lớn M nhỏ gì cũng được nha mấy tình yêu. 30k lên mã nâu sinh nhật đó. Mua nhiều nhiều đi rồi tặng nè, tặng cho cái quần xì sinh nhật, tặng cho cái quần xì chéo luôn. Chéo luôn nè, đẹp không? Cái này chắc size S M gì đó, chả biết size. Nói chung nó A size S đó, ai lấy em tặng nha. Lên mã tặng. Ôi trời, mỗi lần like là anh lại bấm kẹt. Nâu cho Ngọc Huyền. Tới like là có người kiếm. Nâu nâu cho ai? Nâu tặng cho Angela Hồ rồi. Sẽ ép nha. Rồi nâu này của ai? Của Phạm Ngọc Huyền. 30 tí xíu em kiếm có đồ mới khui này, nhiều đồ rồi. Nó không ấy thì lấy em tặng cho cả nhà. Cái này Ngọc Huyền nè, em mua lần thứ ba rồi, giờ chị mới nhớ em đó, chứ hôm qua chị không nhớ em là ai luôn. Hey, ai trong hội thấy chấm chấm cho em đi, để em lên siêu phẩm cho. Cái ren này đẹp nè, size M nữa nè đó, cận chất ha. Size M này M Mỹ nha mấy chị, M Mỹ nó to nha. Chị thấy comment của Trâm Ngô, nâu của Huyền trước em đó. 35k nha mấy chị. Chị thấy Trâm Ngô nha, 35k lên mã ghi nè. Mới tinh tinh luôn. Cái này ren Mỹ ngon lắm. Ngon như người, ngon hơn người yêu cũ nữa. Ôi ơi em cúp ren nữa nè, size F, XS. Cúp này nó có cái này nữa nha. Nó có cái giữ ngực á, 20k. Ghi 35 cho Trang Trần. 20k lên mã nâu. Nó có cái đồ dán ngực nữa nha. Hiểu luôn á, size XS mà tầm S vừa nha. Trang Trần nâu, nâu là cái nào? À phải không? Nâu 20 của Thanh Thảo. Ok ok Thanh Thảo. Ôi trời, Trang Trần. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha mấy tình yêu. Đây tí xíu có mấy cái nào lạ lạ mà em thấy ngộn ngộn tặng cho. Rồi một em này. Ủa cái này lên rồi. Thanh Thảo nè, 20. Chế nào lấy không inbox. Tiếp tục một em ren màu trắng cũng size M nè, M này M lớn ngực tầm 85 á. 85 88. Con này nó không mới lắm, em tặng cho cả nhà đi. Lên mã tặng trắng nha, lên mã tặng trắng nè. Nó cũng xem mờ, cái này em sợ đánh xù cái nó bị rách, giống bữa cái vít đánh xù cái rách nhỏ luôn, trời tức cũng chết. Một em xem mờ mờ lớn nữa nè, cái này là nó gắn vô đây, xem mờ lớn ngực 85 85 89 mặc ok. Tặng trắng cho Ngọc Huyền. M lớn nữa nha. Cái này nó có thêm cái chân nè. Đó 25k lên mã xanh. Tặng trắng cho Ngọc Huyền. Ngọc Huyền là cái nâu. 25 lên mã xanh nha.
em rất xinh đây, size M, size S thôi nhưng mà tầm M vừa nha. Cái này mặc tập vẫn được. S của Mỹ này nó to nha mấy chế. Sexy lắm, có dây tăng đưa mấy chế tăng đưa nha. Đó, sexy lắm luôn. 30k lên mã da size S nha. S này S lớn, M nhỏ bon chen, ngực 84 đổ về là được, 85 cũng được nha. Rồi thấy là Trần Thanh Diệp nè. Thấy Trần Thanh Diệp nha. Đây em lên con này quả to, size này XL, mút liền, quên. Cái quả mút nữa nè. Thì cứ bán áo tập mút liền riết quen. Cái này quả to nha, tầm cúp C á. Ui con này bị rách rồi, thôi tặng luôn nha, rách rồi. Lên mã XL nha, cái này tặng nè. Áo ống không có ren, có con đó. Hình như mấy con kia không có ren gì, cứ coi tiếp đi. Cái này tặng nha, size XL là. Tiếp tục một em XL nữa nè. Trời ơi, con XL xịn thấy ghê luôn, cúp C. Cúp C. Tặng cho Ngọc Huyền đây nè, cúp C nha. Rồi em này 25 luôn mấy chế, lên mã 25. Con Victor nè mấy chế ơi, size L nè. Đó, Victor Bing nha. Mút nó mới cứng luôn, con này rất là mới nha, size này là size L nha, ngực tầm 90. 90-95 mặt đẹp nha. Cái mút của cái này nó chỉ vừa thôi, nó không có to. Rất là xịn nha, độ mới 90%. Đó, em này 70k nha mấy chế, lên mã 70. Mút trong này thấy không, lên mã 70. Đây nè, tặng nữa nè. Kiểu gì đây, size S, size M nhỏ gì đó, bon chen. Con một lớp thôi nha, cái này nó một lớp thôi. Đó, size S, size M. Rồi lên mã SM cho mình. Tặng nè, lên mã SM. Con xanh này quá xuất sắc nè mấy chế ơi. Con xanh này nó có chỗ nhét mút luôn nha. Size M có hiệu luôn nè. Size M có hiệu nha, em này 40. Rồi sao nè, M này ngực 85-88 là mặt xuất sắc. 40 lên mã, lên mã nãy xanh, mã xanh đi. SM cho Thanh Thảo. SM là cái nào? À cái tặng à. Thanh Thảo. SM tặng hết rồi nha mấy tình yêu. Rồi con này mà không lấy nữa thì thôi luôn. Có bà kia bà hỏi sao không trả lời. Xanh 40 cho Trang Trần, con này xuất sắc. Mới tin. Con này size S nè, nhưng mà cúp B thì ngực tầm 85-86 mặt vẫn đẹp nha. Mới dường như 100% luôn. Đẹp quá luôn á. Size S nha. Xuất thần luôn. Em này 90 nha. 90 lên mã cam của Victor Bing nha mấy chế. Của Bing Victor nha. Cái này của nội y của hiệu này là nó phải 700 mấy tới 900 mấy một cái. Hiệu đó đó. Xanh 40. 40 xanh tình yêu sao nữa rồi, tình yêu mặc size gì? Mình chú ý cho một em size L nè. Cúp này cũng cúp C nè. 90 Hương Thị Lê nè. Này xuất sắc lắm. Mới lắm luôn. Hương Thị Lê phải không? Hương Thị Lê. 10. Rồi em tiếp. Sao không, tại vì mình like hai máy nha. Ở máy bên đây có mình bạn à. Mà nó lên sao nữa. Size này nó để L mà tầm XL nha, cúp C. Cái này có mút luôn nè. Rất là đẹp. Cái này to nè, size 30 nha. Có hiệu nè mấy chế. 30 nha, lên mã to đi. To, một em màu tím. Một em màu đỏ tím size M. Đó. Size M. Đỏ tím size M nè. Em này 35k thôi. 35 lên mã 35. 35 lên mã 35 nha. Ủa em trắng nè. Trắng size S. Em này một lớp thôi nha mấy chế. Sexy cực kỳ luôn á.
Này 25k. Size S nhưng mà này S lớn nha, 25 lên mã trắng đi. S S lớn nha. Một em xanh nè. Cũng S luôn. 25k lên mã xanh. Cái bên đây nó không hiện comment trên máy, phải nhìn xuống đây mới thấy. Có ai size to không mấy chế? Size to không? Ôi con này dễ thương, con yếm size M nè, hiểu luôn. Size L nha. Mà M lớn mặc vẫn được, cái hiệu này cái phơm nó nhỏ, M L nè. Cái này cái yếm móc vô. Rồi một em M L, em này 35k. Thấy ren mới tin không? Size M lớn, L nhỏ, 35k lên mã yếm. Một con màu đỏ size M nè. 30k. 30k lên mã M đỏ đi. Cái bên đây là nó không có hiện comment. Wow, một em này sexy. Size L. Yếm cho nhà Nguyễn Trà. Mới vừa đóng hàng nhà Nguyễn đi. Yếm. Yếm nãy như 35. Cái này chắc để đơn sau, có gì mình dồn cho. Tại khách mới nó không có giữ lâu được đó. Mới vừa gửi luôn, tại khách mới mình không có giữ đơn lâu á, còn dụ khách cũ thì mình giữ khoảng 3-4 ngày. Cái đơn này dồn thì cũng được. Mã da size L nè. Một em da rất là sexy nha, cái này cầm lên nó khó. Nó là cái cổ chữ V y như cái avatar của em á. Avatar gì bên ấy. Size L nha. Em này 35 lên mã da. Đẹp lắm. Con này quá trời đẹp luôn mà size XL nè. Size XL nè. XL này XL to ngược tầm 95 đổ lên. Cái này mã nâu đi, 30 thay size to. Size to kiếm chủ nhân nó hơi khó. 35. Yeah. Cái bên hội nó không có hiện comment. Da của em trắng nè mấy chế ơi, size S, size M nhỏ nha. Size M luôn, cái này size M luôn nha mấy chế. Đó, 35k luôn lên mã trắng. Chị quên em thôi chứ trước em mua rồi hả? Ờ tại vì nó vô cái tin nhắn vô bay cái khách mới. Của em size S nè, màu tím size S nè. 30k. 30k lên mã tím. Tại giờ không có xài bên cái Facebook nữa đó. Xài Facebook phải chuyển qua chuyển lại á. Ngày chép tin nhắn hai cái bay. Rồi thêm Facebook nữa nó thành ba. Không có nhớ nó lộn xộn chứ. Con này xinh chưa? Dây nè, hai lớp nha. Cái này size S, size M đều được, nó có mắc cài luôn. Mà cái này nó hơi dính dơ ở đây tí xíu về mới chế giặt nha. 15k. 15k lên mã ren. Ủa nó không phải ren thôi, kệ cái mã nó vậy đi. Cái size M nữa nè, mút liền. Sexy vô đối luôn mấy chế ơi. 20k. 20k size M nha, có mắc cài nè. Lên mã cúp đi. Như cái cúp. Chế nào size XL thì báo em. Trời ơi XL nè. XL con nào con nấy nó mới tin. XL nha. Đây một con này kiểu lạ nè, size L nè. Nó có cái cung nhưng mà nó không có mút nha. Nó một lớp á. 20k lên mã rêu. Cúp cho Hương Lê Thị 20. Nguyễn Huyền sao nha. Có đơn thì inbox giùm mình nha. Nếu mà có đơn thì inbox. Con này rất là đẹp nha. Nó như là cái con Victor luôn á. Này nó hiểu Arie thôi. Size M. Cúp B. À, the ngực rất đẹp nha. Mấy chế nào mà cúp B là mặc xuất sắc. Nhưng mà nó dính màu. Ví dụ mình mặc thành áo ngực thì không sao. Nó dính màu tí xíu không sao. Em sale 10k thôi cho mấy chế. Mặc thành áo ngực nha. Lên mã 10. Con này rất là lạ nè. Đó. Hiểu luôn nha. Mà sao nó là này nè. Đó, cái này nó là tầm size M nha. Xinh lắm. Nó là giống như là đan á.
nó là gì, len móc á, giống như hàng của handmade vậy. Đẹp lắm, 40k nha, 40k lên mã móc đi, 40k lên mã móc. 10 cho Thanh Thanh, 10 cho Thanh Thanh. Thắt cô đơn nhớ inbox cho em nha. Thanh móc 40 cho Trang Trần, con nó xinh lắm, lạ, mặc đi biển cũng được á nha. Này là Thanh Thanh không, móc 40 Trang Trần. Rồi tí xíu em lên mấy cái kiểu lạ cho, kiểu lạ này. Cái con này nó như con cúp nè, rất là sexy, nhưng mà cái này cúp to, cúp cho ai, cúp B, cúp B mặc mới đẹp. Hiệu của JKY luôn nè, size M nha, size M. Em này 30k, rất là xinh. 30k lên mã da đi, mã da. Bên hỏi có ai thấy em không, sao không có hiện comment lên. Ôi em lên con này đẹp quá mấy chứ, ôi size này size L lớn, ngực tầm 92-96. Trời ơi con đẹp ghê luôn, vô size bự, da của mặt trời. Ôi con ren này đẹp nhức nhối luôn nè, size L nha, ngực 95-98 gì đó là mặt đẹp. 35k thôi lên mã hoa, quá trời đẹp mà nó. Cái này là em khui hàng Mỹ nha, chất ren nó cũng khác cái hàng Hồng Kông, rất là xịn mà kiểu nó sexy đó. Mà nó xui cái là nó phơm nó to lắm, từ size M trở lên. Ủa cái xanh này không ai lấy à ta? Ờ toàn là mấy người trời ơi nè. Cái này dính dơ tí xíu, có hiệu luôn nhưng nó để size F, nhưng mà này tầm size M nha. Dính dơ tí xíu về mới chế giặt, em để 20k. 20k lên mã hồng. Cái này dơ nhiều quá em dục. Đây màu em này size M nữa nè. Ôi nó đẹp. Có mấy con này là sexy, nó không có nhét mút, mới chế về mấy cái nhấp đường đây mới chế nhét vẫn được nha. Hàng tập Mỹ nó thường nó không mút, con này rất là mới luôn. Con này 40k lên mã đen size M. Trời ơi bé bé xinh xinh 10k. Ai sexy cỡ này không? 10k lên mã trắng. Đen 40. Thanh Thanh. Cái nãy Thanh Thanh có cái gì ra? Thanh Thanh có cái 10k không? Rồi đen em hết, em lên một cái con này. Size này size L nè. Size L em này 30k lên mã đỏ đô. 30k lên mã đỏ đô. Tiếp tục em này. Ngộ chưa? Em này em tặng nha. Lên mã tặng đen. Thôi cái gì cái quai này nó hơi giãn rồi mấy chứ, thôi bỏ đi. Về mặt cái vú nó sệ xuống nữa không. Nè ai hỏi cúp, ai không phải cúp, áo su. Áo su size M. Nó giãn quá em ơi, bỏ đi. Áo su size M nha. Này đẹp lắm, 20k. 20k lên mã su. Còn quần jogger hả? Còn ít ít cái. Ủa đơn hôm trước em nhận chưa ta? Đây một em size S size M đều được nha. Dễ thương quá. 20k luôn nè. Lên mã tem đi, còn tem đẹp luôn. 20 cho chế nha. Vi mới hôm qua cái chị đem cho chị sale nữa. Rồi cái chị bỏ vô một bịch riêng rồi. Không, à hình như bỏ, không biết có bỏ cho đóng quần này không. Rồi size M lớn nữa nè mấy chế ơi, con này đẹp lắm. Size M lớn nha, về mình giặt giặt cái cho nó sáng màu lên xíu. 35k lên mã hồng. Ờ chị để, chị thấy nó để gì nguyên nhân chính phủ gì đó. Chỗ em chỗ nào chị cũng không nhớ. 35k lên mã hồng size M lớn nha. Một em trắng nữa nè. Ờ mệt ghê luôn. Size M nè,
Em này nó hơi bị ố ố, em sale 10k cho mấy chế. Về tẩy cái nó ra nha. Lên mã 10 đi. Wow, con này đẹp nè. Màu nâu size M. Màu nâu size M nha, 30k lên mã nâu. Ừ, chị nhớ rồi. Chị đang hỏi bạn bên đây nè. 30k lên mã nâu. CK nè, CK sexy size S nha. Hàng CK này là nó không có mút nha mấy chế. CK sexy nó không mút nha, nhưng nó hai lớp cho mấy chế nào làm vú rồi đó. Làm vú khỏi cần độn, dán cái tiên cái là mặc vô là nó sang như người mẫu. Đó. 30k nha. 30k lên mã CK. Rồi em này size S. Cúp dễ thương không? 20k. 20k lên mã xanh đen. Tiếp tục em này size L. Size này to ta. Nâu M. Nâu. Nâu rồi, nâu của Thanh Thanh trước rồi. Size này size M, L, size L đi. Cái này size L nha. Quá đẹp luôn, 35k lên mã L đen. Ở ngoài Hà Nội. Hòa Bình hả? Ừ, sao nó để nguyên như chính phủ, không biết là trên đường đi hay là ngoài đó, chả biết. Xanh đen 20 trên trần. Cái này size S nha tình yêu. Nãy tình yêu lấy mấy kia size M. L đen. 35 cho Phúc An. Thấy nó đỏ đỏ chị sợ. 35. Ờ, một hồi còn một con Victor Bing nữa, nó đẹp lắm mấy chế, cứ chờ em nha. Em thảy vô cái đống áo kia rồi. Mới soạn ra. Đại khui á. Đây đây Victor nè mấy chế ơi. Bing Victor y không? Cái này không, không phải Victor. Cái này size M này, M lớn á. Rất là đẹp mấy cái dây nè, mới lắm luôn. Đẹp lắm nha. Con này 45k lên mã đẹp. Xanh đen hết rồi tình yêu ơi. Cái này lên mã đẹp nha. Em mặc S vừa, M hơi rộng nhưng vẫn thích. Cái này nãy em nói nhiêu, 45k lên mã đẹp hả? Ừ, 45k lên mã đẹp. Nè, con su này size L nha, 20k lên mã xanh. Đẹp cho mặt trời nè. Con này nó có mút luôn. Ok, nhắc mút, có mút luôn. Cái ren của Mỹ này mặc đã lắm đó chứ. Đây, màu em size này size L. Nó để ít L mà tầm L cũng được nha. Đó, màu đỏ đẹp chưa? Yếm nha, 35k. 35k lên mã yếm. Đẹp hết rồi em. Chị nhìn thấy em, có thấy em mà em sao luôn. Em thứ ba, thứ tư. Em sao Nini, sao Nguyễn Huyền. Sao nhiều lắm. Tiếp tục một em size XL nè. Trời ơi chán ghê. Size to nhưng mà cái mút nó rất là đẹp luôn. Cái kiểu nó cũng đẹp. Ai ngược 95% mặt. Xuất sắc. 35k thôi. Lên mã 35. Đây một con tận lưới lòn ton len ten size L. Size L nha. Một lớp này 30k. Lên mã một lớp. Wow. Em này size F. Cái chân ngực luôn. Màu này là màu xám xám. 35k lên mã xám. Này nó có à không. Lưới 30. Sexy vô đói. Cái ren này đẹp. Tại sao nhiều người thích ren của Mỹ. 30. Rồi em này một lớp là 10k. Size S, size M nhỏ. 10k lên mã 10 đi. Mã 10 nha. Rồi của em rồi, cái lưới đó của em. Một lớp hết rồi em. Con này size M nè. Xinh hết cỡ luôn. Size M nha. Đó, 30 luôn nè. Có cái bông.
30 lên mã hoa đi, lên mã hoa nha. Lên mã hoa 10 của Đình Đình. 10 của Đình Đình. Đình Đình. Hoa 10 hết rồi. Hoa của Đình Đình 30. Vít này mấy chị. Binh Victor nha. Đó, size này là size M nha. Đẹp hết hồn mấy chị ơi. Size M nha, độ mới rất cao. Cúp này cúp B nha, ở trong như lụa này mấy chế mua trong store nó là 8-900 một cái. Rồi em này 80k nha, 80k. Cho em mã V80 đi nha, V80. Em này cúp to mà tầm size L. Cúp C mới quá luôn. Size L cúp C 35k lên mã C. V80 của mặt trời. Thấy nhìn bên kia. Chị đọc mà. Đang like sỉ lẻ đó em. V80 của mặt trời nè. Để em cái gì? Đây đây. Ôi đẹp không? Size này size S nha. Quá đẹp luôn em ơi sao em đẹp quá, em xứng đáng có 10 người yêu 35k. 35k lên mã hồng. Đây màu em cúp. Cái này nó có dây để mình gắn vô cũng được luôn nha mấy tình yêu. 15k. 15k lên mã da hồng cho Đình Đình. Cúp C là cái 35. Cái to này nha tình yêu, cái này size XL ở ngực 95 á. Ngực 95 nha. Nga đại tỷ 95 98 gì. Nói chung 100 cũng được. Cái này co giãn mà. 35 cho đại tỷ. Thấy dòm bên đây. Cái gì em mã nào em lên là chị đọc em hết mà. Nga đại tỷ. Ồ em vô bị muộn mất hết mấy con vít. Xin cho mấy chế. Trời ơi sao S M đều được nha. Ôi nhức nhối luôn. Mới lắm 35k. 35k lên mã lạ đi. Xinh ha. Con này kiểu như áo bơi áo gì á. Nó mặc sao trời. Size S. À cái móc này bên hông. Size S nha mấy chế. 30k. Nó còn tem luôn nè. 30k lên mã tím. Size S nhưng mà S này S lớn tầm M nha. Cái phơm Mỹ này to. Lên mã tím 30. 35 cho Đình Đình. Một con đẹp nữa nè. Size M nè. Tím 30 cho Đình Đình. Màu em size M nè. Đẹp lắm nha. 30k. Đó, nhìn ren nữa nè. 30 lên mã 30. Rồi Đình Đình qua đây là không ai đấu lại rồi. 30k. Cái này áo su nha, nó dính xíu à. Em tặng cho mấy chế về, mấy chế nhét mút vô mặt nha, xe M á. Nó dính ép ấp màu á, xe M nha, lên mã tặng nè. 30 cho Thanh Thanh. Lên mã tặng nha, nó dính tí xíu em không có nhét mút nha. Mút đang thiếu hụt trầm trọng. Tặng cho
Hương Thị Lê. Ok. Ừ, cái này á, bra size S M này, chất đẹp lắm nha. Size S M đều được, có mấy mắc cài phía sau 20k. Tem của nó nè, hiệu của nó nè. 20k lên mã trắng. Size S M đều được nha, chất này mặc rất là sướng nha. Nó bóng bóng như là. Rồi em còn một con vít màu đen nữa nha mấy chế. Victor màu đen nè, nó để size F. Ủa con xám đâu ta? Nó để size S hay gì á? XS. XS nhưng mà S vừa nha. Form này nói đây. Nó để XS nhưng mà S vừa nha. Tem đen đàng hoàng luôn nè. 80 luôn nha mấy chế. Thôi 75 thôi. Thì con này nó nhìn nó mỏng manh quá, nhưng mà nó là đúng vít xịn luôn nha, tem đen. 75k. Cho em mã mã xịn đi, mã xịn nha. Mút liền ML là cái nào? À, đang like ren. Rồi em này lên mã xịn nha tình yêu. Em này cũng rất là xịn luôn nè mấy chế ơi, size S nè. Xịn cho đình đình nè. Size này size S nha. 40k. Lên mã yếm. Ren này là đúng đỉnh luôn, toàn hiệu với lại nó mới lắm. Nó không có bị sừng sừng. Còn con hiệu Vic nữa đó. Đây con hiệu Vic nữa nè. Nó để size XS đó nhưng mà S mặc vừa nha mấy anh này, coi giãn tốt. Này, đó, Victor nè. Đi hàng tôi chưa? Chưa. Size XS mà tầm S nha. Rồi em này 70 thôi, lên mã xám. 70 lên mã xám. Con Vic nhung có người lấy rồi em. Con này là size. Cái này mà mấy chỗ mà bán nội y á, mà bấm tem vô là bán thành mấy trăm ngàn á. Xịn rồi chưa? À xịn rồi, xám của Đình Đình 70. Xịn qua rồi mà. Còn màu trắng này size L nè, cái yếm này mới tinh luôn mấy chế. Con này đẹp lắm nha, size L, LXL bon chen nè. Có mắc cài nha em này, 35k lên mã yếm. Cái nào bà? Yếm nào? Yếm da hả? Ok. Xịn hết rồi. Mã xịn cho Đình Đình rồi. Yếm da nè. 40 nè cho. Cho Thanh Nhàn 40. Để lên Thanh Nhàn. Rồi con này nè. Cái này tầm size L á. Mã này thì nhìn ấy quá em tặng nha. Tặng lên mã sau. Yếm này hả em? Phải không? Cái yếm này phải không Đình Đình ơi? Yếm 35 size XL đúng ok dùm chị nha. Cận chất nè mấy chế, nó bóng hới luôn á. Sao nè, sao tặng cho Đình Đình nha. Trúc Tiên chưa có đơn rồi. Ok, cái đỏ này không ai lấy ta. Ui, cái đỏ này quá đẹp, mai lấy. 35k nè, size L nha, size L XL gì cũng được, trớn lên mã đỏ đi. Em còn con vít nữa mà không biết em chụp đâu rồi. Nãy mới soạn ra, chắc mình để bán như siêu phẩm. Ôi CK rồi, CK nãy không ai lấy à. Lên áo kiểu nha mấy chế ơi, áo kiểu cũng xuất sắc lắm nha. Áo kiểu toàn là kiểu lạ, độc không à. Da. Da là nào bà? Da. Da là hồi nãy rồi phải không? Da nãy là cái yếm da phải không? Tôi đâu có lên mã da nào đâu ta. Đỏ 100kg hả? Ngực nhiêu? Ngực này tầm 100. Nó là XL nè. Có thêm 3 mắc cài nữa. Ngực 110 cũng được nha. Tình yêu có lấy 100kg không? Báo mình, trời ơi 100kg mình nhiều lắm. Cái này khui ra trời, hàng Mỹ á. Nó bự gì nè.
Đơn sau chị chưa đi nha, chị thấy nhận lâu quá chị. Chị chưa có chịu ấy. Đỏ này ít lời nha. Dòng 1 100 vừa, tưởng 100 kg chứ 100 ok nha. Lấy đi. 35k. Cái này nãy ai có tên rồi mà. Lát có lấy áo ấy không? Ngực 100, 120 trời ơi. Ngực 120 tôi còn có. Ngực 100 là vấn đề. Có mấy cái ngực 100 kìa. Thắng Dung mắt. Thắng Dung mắt. Ai có đơn inbox giùm cho em nha, tại vì gì cái chữ em nó viết nó đẹp quá trời, em viết sẽ đọc xong em. Nè, ngực 100 nè, 35k luôn, lý do nó cũng đẹp mà tại vì nó to là em kiếm cái size đó hơi bị khó nên em sale đó, lên mã đen đi nha. Để em loại lại mấy con này xuất sắc nè. Đó, 40k nè, ngực 100 là quá ok luôn. Lên mã hoa nè. Đó. Trời ơi, nói gì chứ ngực 100 là tôi bao. Nó đẹp lắm luôn. Con đen này 35 nữa nè, lên mã đen 2 đi. Trời ơi, ngực 100 là em hốt liền. Rồi, cái này 35 lên mã đỏ đô nè. Tôi lên cái nữa tôi qua áo kiểu nha. Áo kiểu nhiều lắm. Trời ơi, ngực 100 nè, hiệu luôn á. 101 luôn á. Mút nè, thấy cái mút nó đẹp chưa? Đó, cũng 35 luôn đi, lên mã đen 3. Đen 2 nè. Đen 2 cho thắng mát. Đỏ đô nè. Ờ ok, áo kiểu nè. Ờ. Đó, chắc người ta mặc xong cái vú lép lại cái người ta bỏ. Nó cũng nè, một em Bing Victor. Ở cái này em coi chưa, Bing Victor nè, size L nè. Size L nè. Mút nè, mới cống không? 70k luôn nè. 70k lên mã tim đi, 70k lên mã tim nha. Mã tim. Đây nè, ngực 100 nè, lên mã ghi đi. Ôi ngực 100 là tôi yêu luôn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mấy bà nội Mỹ này bà bự ghê. Nhiều bà còn bự hơn nữa đó. Tim của Tâm lại. Tâm lại sao dừa? Ủa tim lại nào? À ok dừa nha em. Chị tưởng cái ngực 100. 70. Đẹp lắm. Này mặc xong á rồi á. Chồng nó mê luôn. Đây, CK mới tinh tình. Cái này là CK sexy size M, không có chỗ nhét mút nha mấy tình yêu. Hai lớp nha. Dạng như nội y của hãng á. 40k. Lên mã trắng. Còn áo kiểu này nó cũng đẹp nhức nách hơn là cái áo ấy đâu. Đó, áo kiểu nè. Size S, size M. Size S, size M nha mấy chế, kiểu gì nè. Có quần dài có, mà giờ mình lên cái mấy cái kiểu cọ rồi trước xíu nè. Size S, size M nha em này. 35k đi. Lên mã số 1. Si khê trắng. Ủa, nãy đọc mã gì? Mã trắng đúng không? Trắng là của Trúc Tiên. 40. Đúng hiệu luôn mà. Rẻ bèo. Trúc Tiên số 1 cho Thanh 35. Để em xíu nha. Cái kiện này toàn là đồ kiểu nhiều. Mẹ mình mua đồ tập nó vô đồ kiểu với ren không bán không có giá. Cho em xin lại. Trắng của bạn Trúc Tiên trước nè. Rồi của gì đó sao? Trúc Tiên trước nhất. Số 1 là nãy em đọc của ai? Thanh 40 nè. Thanh 35. Nó dày lắm. Áo kiểu mặc đi chơi. Áo crop top nhiều lắm. 35. Rồi ghẻ bèo nha. Rồi một con áo crop top nữa nè. Cái này nó là hai lớp nè. Mấy áo kiểu này nó không có mút nha, mấy chế về cắt hoặc đính mút vô vẫn được, nó hai lớp á. Size M nha, trắng hết mất tiêu rồi tình yêu. Size M nha, đó 30k.
lên mã ngang đi, cái cổ nó ngang ngang nè, bấm số 1 khí thế nhưng mà sao lên mã ngang nè, trời ơi khí thế chưa, đẹp chưa, xe mờ mặc như áo blazer là thôi khỏi chê, mà sao kéo khóa nha, mút có mút sẵn luôn nè, này 45k ngang của Phụ Thị Thái, 45k lên mã khóa có hiệu luôn nè, cô cáp gì nè, 30 Phụ Thị Thái ngang hết rồi tình yêu ơi, Phụ Thị Thái rồi, Thanh Thanh cam 45, bên máy bên đây nhìn em không ai nói gì ta, 45 cho Thanh Thanh rồi nè, rồi một cái em này nè, cái này là nó dày hai lớp hết nha, mặt trước là nó dày hai lớp hết nhưng mà mặt sau nó một lớp nè, yếm đen đen like chưa chị, like rồi, ủa ừ ha, cái đó đâu ta, ồ còn cái áo chưa á ta, cái áo đó chị Dục đâu, chưa like cái đen của Victor Bing á, đây SM gì cũng mặc được nha, chất gân mà ngoài trước là nó hai lớp nha mấy tình yêu, mà sao nè đẹp lắm, 40k lên mã xám, 40k cho em mã xám đó, yếm nữa nè, yếm cột cổ khóa kéo phía sau có hiệu luôn á, thương hiệu size S nè, size S nha, nhìn bên đây nhiều nha chị, bên kia không có ai nói chuyện cho em ơi, xám cho Hồng Thu Trần, cái này size S nha, nhìn cái phơm áo người ta may có đưa cái vú ra nữa nè, thấy đẹp chưa, có mút sẵn trong đây nha, đó 50k size S thôi nha, co giãn nhẹ, size S co giãn nhẹ, lên mã sọc nha, hình như size M á, ừ nếu mà chị thấy thì chị để cho em nha, cái yếm size S nhưng mà phơm M em, cái này nãy em đọc cho ai vậy, của Thảo gì nè, kêu tiền mua nè, 40 sọc cho Thanh Thảo này, 40 cho gì quên mất tiêu rồi, của tôi chốt được yếm đó rồi mà bà hỏi bà có nói đâu, bà hỏi bà không có ấy, tôi bán hết trơn rồi má ơi, 50 còn chút xíu, có cái vít pin nữa mà nó bông hoa đẹp lắm, tại định thảy qua siêu phẩm bán á, cái Thanh Thảo mới có cái đầu tiên phải không em, cái nó lạc nhưng mà nói chung là theo dõi đi, tí xíu là có trong cái đống này nè, em mới soạn ra, bà mới kinh bóc, bà chưa có ok, size M nè, size M nha, cái này nó cũng là hai lớp dạng kiểu nè, em này 30k lên mã hoa, mới chế về nhét mút mặt cũng được luôn nha, lên mã hoa, một con yếm này là size S này một lớp nè, đó yếm size S size M cũng được, cái này nó một lớp thôi nha, 30k luôn nè, lên mã đen, mốt đọc mã hả, có cây kẹp mới đọc mã được chứ, chị mà đọc số là chị quên chưa em ơi, cây kẹp thì hồi gỡ ra nó lâu lắm, hồi trước có nhỏ con gái nó phụ thì làm được, còn cái này là ngu luôn, 30 mã đen, là tại vì kẹp xong rồi gỡ ra đâu có kịp đâu, nó mất thời gian, cái này size M này mới chế, cái này áo tập, áo tập, áo bơi, áo kiểu muốn mặc gì mặc, size M nha, đẹp luôn nè, 35k thôi nè, 35k nè, lên mã da, rồi cái này mỏng mỏng một lớp, hiệu của Sin luôn á, 15k thôi, lên mã bi, size M, 15k lên mã bi, ôi con này đẹp nè, rất khoái mấy cái màu đỏ đô nè,
Rớp tớp xinh lắm. Mới tin nè nha, 35k. 35k nè, lên mã đỏ đô. Đi 15. Bi sao rồi em ơi. Ôi, con này. Con này áo bơi. Áo bơi size M. Nhưng mà có hiệu Âu Navy luôn nha. Có hiệu luôn á. 15k luôn. Size M nha, 15k lên mã cam. Có hiệu nha. Cái này cái dây nó ngắn này chắc cho bé rồi mấy chứ ơi. Dây hơi ngắn nha. Tặng lên mã bé. Mút liền hả? Chắc có. Cam nãy nói nhiêu? 15. Cam hết rồi em. 15 20 gì chứ quên rồi. Chị để 15 đi. Của Thanh Thảo. Bé tặng có ai lấy không? Bé cho mặt trời. Set size M chất dày lắm nha mấy chế. Đó, 35k. Lên mã sọc. Bé tặng cho mặt trời. Cái này mấy chế về phủi đi. Thôi bỏ đi, cắt xuồng mấy con. Ê, đây. Nhắc tới nó đây. Bin Victor size S nè. Ôi mới cực kỳ nha mấy chế. Trời ơi. Tại vì em làm biến chụp với lại em để riêng ra. Nhìn cái mút trong là biết nó mới rồi đó. Đó. Đó, xuất sắc có 10 người yêu. Size S là đúng bài của mấy chế. SM đẹp vừa. Form Mỹ nó to nha. Rồi em này 100k nha mấy chế. 100k cho em mã mới. Mới. Cúp này nó tầm cúp cúp B. Nó để trong đây size S em ơi. Nó không để ba mấy B, C gì đâu. Nó để S xẹt B nè. B, B phở. Chị không biết B phở. Mới cho Hương Thị Lê. Phu Thuy Mơ sai mã rồi. Con này mới cực kỳ luôn. 100k. Rồi đó em mấy người biết là nó vô áo ngực không. Còn em có cái quỷ áo bin trời ơi nó đẹp. Mã ruột mất cái khóa đâu mất tiêu. Tên gì quên rồi. Này mặt trời. Này Hương Lê Thị nè. Chúc mừng Hương Lê Thị, dính con quá xuất sắc. Đây em này còn tem luôn nha, hiệu gì nè. Còn tem hiệu luôn, size M nha. Có mút phía trong luôn á. 10k. Lên mã đen. Không. Trời ơi. Một em bé nữa nè. Hôm bé này đẹp quá. Bé này em bán 10k. Lên mã xanh. Này size này nó để L mà tầm M thôi nha. M thôi. Chị trượt rồi, chị sao một khúc luôn. 10k cho Thanh Thảo. Cái này size M em. Size M còn nguyên tem luôn á. Nói chung ai bán ống được chứ tôi bán ống không được. Nên tôi bán rẻ. Đây cái này đẹp nè mấy chế ơi. 20k. Lên mã nơ. Xanh cho mặt trời. 10k. 20k lên mã nơ nha. Rồi một em này mút liền nè, cái cúp mút liền size M á. ML bon chen nha mấy chế. Rồi mút liền cho em 20k đi. Em thấy nhiều shop nó đăng con này 100k em hải hùng luôn á. Cái mẫu này nè. 20k lên mã nâu tay. Nâu tay đây. Nâu tay. Mới lắm. Chị xả cho em cái ren ống. Cái ren ống nào. Ủa chết cha, chị để lộn rồi. Cái này Thanh Thảo. À cái ren ống đen. Cái ren ống đen, ren đúng không. Còn cái cam cũng của em không. Còn cái này của em luôn đúng không. Cái này của em luôn không. Angela Hồ nâu tay. Vậy là chị thấy chắc chị để góc riêng cái kia rồi. 20. Còn nhiều kiểu lạ. À cái này của bé mấy chế ơi. Sao con em comment trước mà lại sao không à em ơi.
nâu tay. Cái này size của bé nha. Trời ơi, nó xinh. 10k. 10k lên mã xinh. Trời ơi. Cái này một lớp size M hiệu Champion nè. S cũng vừa nha mấy chế, một lớp thôi. Đó em bán chơi chơi cho mấy chế về ai mà làm vú rồi đó thì mặc. Dán cái ti cái mặt đẹp 20 thôi. Chủ yếu là lấy cái màu. À, có ống 100k chế yêu gì đó hả? Cái này 100 hả? Một ngực 100 á hả? Không biết có ngực 100 ống không? Cái này lên mã xanh lá đi. 20. Xanh. Lá này hả? Ok. Hồng, hồng là cái nào? Bánh rán. Màu này dạ quang, đẹp nhức nhối. Mới tinh. Mặt trời nè. Đây đây đây. Trời mấy con, cái này hai lớp nha, ai ưng gì nhét mút gì làm gì cũng được hết á, mặc kiểu mặc gì cũng được. À mà cái này, cái dây này nó bị sứt chỉ rồi, về đạp đường nha mấy chế. Đó sứt chỉ rồi, em bán cho mấy chế, chỗ nó đẹp lắm, bán cho mấy chế về mai lại nè, mất hết 5k rồi. Cái này 30k đi nha, 30k sẽ SM lên mã kim sa. Em lấy cái xanh hồng của bé á chị. À cái này hả em? Ok ok. Cái này đúng không? Chị nói hồng hả? 10k 10k. 20. 20 là cái này hả Thanh Thanh? Cái này 30 lên mã kim sa, đẹp cổ yếm luôn nha, ngoài sau lưng nè. À. Sau lưng nó ngang nè. Mặc đi chơi là xuất sắc. Rồi em này có mút, nó làm mút mút mỏng ở trong luôn nha. Size M, size M nha mấy chế, độ mới rất cao luôn á. 35k lên mã mới đi, có mút mỏng ở trong. Ôi một em tập đẹp nè, có cái chữ xịn ghê chưa. Cái thằng Mỹ này nó không có mút nha, size M nhãn như crop top luôn á, ML bon chen, chất là khỏi chê cho mấy chế hiệu luôn á. Đây à, nó để size L nha, nhưng mà M lớn bon chen cũng được, dạng crop top á. Em này 50 lên mã crop, tiếp tục kiểu này mới tinh luôn nha, màu trắng size M này cũng không có mút, cắt nhét mút. À size L nha, size L trắng tinh luôn. 40k lên mã trắng. Mà em là nhũ nhũ nè. Cái này giống như áo bra. Cũng không có mút nha mấy chế, như áo kiểu vậy đó. Rồi 20 đi lên mã đen. Qua wow, em ren nè, nè em ren size L đây mấy chế ơi. Có cái tem màu hồng hồng đây. Ren size L nha, mút liền nè. Xinh lắm. 35k. 35k lên mã nơ đi. Hoa lá nhuộm màu môi hồng. Kiểu này giống như cái kiểu chun chun. Trời ơi mà sao nó có, nó có che như víu vậy hả? Cái yếm nào ta? Cái yếm không biết. Em nói chị mới nhớ luôn á, như chị chưa có like đó, không biết nó nằm đâu. Cái này của ai? Nơ 35 của mặt trời. Cái đỏ nè, chơi chơi cho mấy chế à, 10k đi. Size M. Chất nó là cái gì nè? Size M nha, lên mã đỏ đi. Đây, em này 30. Lên mã lá. Size ML. Đây một em nơ màu trắng nữa nè. Của F21 nha. Size M. F21 nè. 30k lên mã trắng. Bên máy này nó tối hù trời. Trời của bé nữa nè. Bé xinh quá luôn. 10k lên mã xanh. Đỏ. Đỏ 10k của mặt trời. Lá 30.
Ủa, đỏ 10k của Đình Đình chứ lộn. Lá mới của Mặt Trời. Rồi à, trắng của Trúc Tiên. Trắng 30 Trúc Tiên của F21 trắng mới tinh. Trúc Tiên. Trúc Tiên nãy có cái món gì vậy ta? Tình Yêu ơi, nãy Tình Yêu có cái món gì? Em có cái quần đùi nha mấy chị. À, có cái si khay đúng không? Đồ của, rồi đi rồi nha, của Tú Nguyễn Thanh đi rồi nha. Xanh của Mặt Trời, xanh 10k. Rồi ok ok, để tìm cái rổ đi bỏ vô. Màu em yếm nè, dạng áo kiểu nha, một lớp thôi. Size XM đều được, cái hiệu lớp lớp này nè. Size XM đều được nha, độ mới cao. 30k lên mã họa tiếp. Rồi tiếp một em lạ nữa nè. Cái này nó chất gân. Size này tầm size S thôi nha mấy chế. XS. Này nó để XS nha. Size M hoa là cái nào Tình Yêu? Cái này nó để XS thôi nha mấy chế, nhỏ nhỏ em sale 20 thôi nè. 20 lên mã XS đi. Con này còn tem luôn nè. Thôi ở trên lầu chơi đi, lên coi mà. Cái này size M luôn nha, còn tem luôn nè. Không nghe tiếng đâu. Mà nó bị dơ dơ một xíu nha. Đó, để cho mấy chế 15 luôn nè, lên mã tem. Tem. Đây con kiểu yếm nữa nè. Không có tiếng gì để mẹ bất tập trung đâu. Yếm này một lớp thôi nha. Thôi. Ồ này ấp màu rồi. Sao không? Con này ấp màu rồi mấy chế ơi. Không mẹ. Cái này em tặng nha. Sao không mẹ? Lên mã. Không. Ý là không có cho con coi nhiều. Con coi ít. Lên mã màu nha, cái này chỉ tặng. Coi ít 2 3 phút thôi. Chứ coi ít nè. Không có được, con mà vô coi rồi là. Lên mã màu em tặng nha mấy chế. Là gì? Đây đây một cái áo này là xịn gì? Là không có kêu con rời khỏi được, một cái áo rất là dễ thương. Con vẫn nghe tiếng của mẹ. Size M nha. Con vẫn nghe tiếng của mẹ được. Con vẫn nghe tiếng màu của, mẹ của Hương thì ấy quên của Thanh Thanh. Vẫn nghe tiếng của mẹ được. Ừ. Kiểu nào mới chế. Trời ơi có mút nha, có thêm cái tay nè. Rực rỡ chưa? Đó, bán gì cái tội em đẹp 40k. Trời giống mấy đứa đi cổ vũ á gì cái thằng gì? Cái gì sọc sọc nè, Argentina quá, 40k nha. À, lên mã tay đi. Không có nhiều quá đâu mẹ. Lên mã tay không nha. Không có nhiều quá đâu mẹ. Một chút xíu đi, con này coi giãn nhẹ nè, còn tem nha. Hiệu nè. Xuất sắc, con này đẹp lắm mấy chế ơi. Mới tinh luôn. Em coi size tay của Đình Đình. Size này size M hay gì đó. Size S, size M coi giãn nhẹ nè. Nhìn cái nút nó là biết mới rồi ha. Khóa ngoài sau còn. Ê coi chừng Michael Kors. Cứ khóa chữ M nè. Để em coi. Không. Machine. Tưởng Michael Kors là vô luôn. 45k size S, size M nha. Con này là đúng mới luôn nè. Nó còn dán nè thấy không. Đó cái nút vàng. 45k lên mã caro hồng. Caro hồng. Mã tay nó để size M nè. Nó để trong đây. Caro hồng. Caro hồng. Caro hồng của Thanh Thảo. Khóa còn dán keo luôn đó. 45. Màu em sexy nữa nè, size này size size M mà này M lớn nha, tem đen luôn nè. M lớn tem đen rất là đẹp nha. Con hứa con sẽ không coi nhiều quá. Em này 25k. Hứa con sẽ không coi nhiều quá đâu. Lên mã L đen. Con nói thật luôn nè. Trời ơi, chết con Lulu mà từ hôm qua giờ em không thấy. Em để qua chuyến xe em bán. Em tưởng áo kiểu. M lớn Thanh Thanh. 25.
Ủa quên, là đen chứ lộn. Thanh Thanh. Mẹ, con hứa là con sẽ coi ít luôn mẹ. Ừ. Chút xíu đi. Size này cũng là M lớn nè. Ít xịn. Rất là đẹp mẹ. Nha. Mới xịn. Rất là mới luôn. Chút xíu đi rồi mẹ cho coi con nha, cái kiện này là em lấy kiện vip mà nó rớt vô toàn áo kiểu không, nhưng mà nó rất là mới. Còn áo tập nó toàn không có mút, không chán chết rồi. Size M lớn nha, màu rêu rất là mới nè, 45k. Một chi xíu đi. Thấy Phụ Thị Thái em comment sao, 45k. Lên mã thun. Lên mã tùm lum tùm la cho nó chế khỏi đó. Đây một con hiệu nữa nè. Mới lắm luôn, 30k. 30k lên mã crop. Thun của mặt trời. Đẹp lắm, cái này mặc đi chơi là bao đẹp. Khỏi mặc áo tập. 35k mã crop. Đây em này mỏng mỏng 10k, size L. Cổ đổ nha. Trời, cổ đổ đã dây còn cổ đổ. 10k lên mã 10. Crop của Phú Thị Thái 30. Ủa nãy nói nhiêu, 30 hay 35? Thôi 30 đi. Phú Thị Thái. Đây một em kiểu nè. Ngoài sao. Mà cái này nó hơi dạng như nó cột sao mà nó queo queo, chắc cũng phải xả bớt dây ra quá hả? Nè, nó vậy nè. Chắc xả bớt dây ra nha. Cột nhỏ quá. Tầm xé CM đều được nha. Áo tập cũng được, áo kiểu, áo đi chơi gì cũng được nha mấy chế. Màu rất là đẹp luôn á. Đẹp chưa? Đó, em này 40k. Lên mã yếm. Em rồi ok cho em này 40. Nãy giờ comment không thấy luôn. 10k của Thanh Thanh. 10k bữa hổm đông mà em comment trước. Hôm nay vắng mà em còn không lên được luôn. Yếm của Tâm Ngô rồi nè, 40. Hồi nãy nói nhiêu, 40 không? Rồi một em kiểu nữa nè. Cái này nó là hai lớp nha. Nó không có chỗ nhét mút. Size tầm size M nha mấy chế. Size M. Mặc đi chơi đi gì đó, 30k. 30k lên mã hở đi. Một em nhung nè. 15k. Size này size S, size M. Size S thôi, AM được. 15k lên mã 15. Đúng rồi, yếm của em. Đây em cúp này 20 size M. Lên mã đen 20. Ờ yếm của em, và em còn nếu mà chật thì em mở ra. Mấy em áo tập hiệu Champion size M. Cái này mới chế về nhét mút được nha, hoặc là cần 15 cho Vương Thảo. Cần thì báo em cắt nhét mút cho nha. Cái hàng tập Mỹ này nó đa số nó không chỗ nhét mút á, nên em ngại khui Mỹ ghê luôn. Mà nó đẹp lắm, chất nó thì nó sướng lắm. Rồi em bán con này 45k thôi. Lên mã Loan. Size M lớn. 15. 15 là cái nhung của Hồng Vương Thảo. Vương, phải Vương Thảo không? Khác hả? Kia Thư Dương, cái này Vương Thảo. Loan cho Lê Thị Ngọc Ánh. Vương Thảo. Lê Thị Ngọc Ánh. 45. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha cả nhà. Dứt chữ nó hơi bị đẹp á. Rồi em này size L nha. Cái này nó giống như là chất bơi á, mà màu đẹp quá. Em bán gì cái màu nó thôi, 25k. 25k. Size M, size L nha mấy chế.
lên mã cam 25. Em xuất thần chưa? Bing luôn nha. Sai gì đây? Vui Mỹ là nó bing nhiều lắm. Bing size M nha mấy chế. Con này là tem trong luôn à. Con bing này là tem trong luôn à. Size M nha. Ôi sao tự nhiên để vô đây, em đã lọc ra đồ tập bán sao mà tự nhiên nó lọt con này vô đây. Sexy vô đói chưa? Đẹp nhức nhối luôn nha, mới tin nè. Rồi em này 85k. Size M này ngực 85 đổ lên mới đẹp nha, tại phơm Mỹ nó to. 85k lên cho em mã mã lạc đi, nó đi lạc. Cho mấy chế khỏi đó. Rồi một em big cúp này, cúp C, cúp B, cúp C nha. Có khe. Hiệu Jockey khay size L. Này, hiệu Jockey khay size L. Em này 30. Lạc cho chị Thanh Loan, nó đi lạc đó. Em để qua bán hàng siêu phẩm mà sao nó đi lạc. Hồi nãy em nói nhiêu, 85. Rồi cái này size L nha, cái này phải cúp B, cúp C mặc mới đẹp chân ngực nè. Cái này của Jockey khay 30 nè, lên mã cúp C đi. 85 chị Thanh Loan. Em mới cui tép Mỹ nè chị. Hiệu Victor với bin một đống luôn, nhưng mà nó to lắm. To tầm size M lớn không? Với size L không? Chán ghê. Đây màu em này đẹp lắm nha. Cái này nó là hai lớp mà đắp chéo mà nó có mai luôn á. Size M, size S gì mặc cũng được hết, mình mặc rộng rộng thoải mái. Cúp C của Hương Thị Lê 30. Cúp này nó to quá, khó kiếm người. Bán rẻ cho đi. Hương Thị Lê nãy em có cái vít phải không em? Đúng rồi. Đây con này đẹp lắm. Cúp C em sao Hương Thị Lê. Con này mặc thành áo kiểu nha. Đó, 35k lên mã họa tiết. S em mặc không vừa đâu Vương Thảo. Lên mã họa tiết nha. Rất đẹp. Đây. Em này lát em nhét mút. Size này size SM. Size S, size M. Họa tiết cho Tiên 35. Ủa Tiên Nguyễn chứ. Size S, size M đều được nha. Size M đi. Size M đi mặc cho nó đẹp. Lát em nhét mút cho. Đẹp lắm. Màu xám nha. Mới cứng luôn. 45k lên mã xám. Ôi ơi. Ủa? Sorry, họa tiết của ai? À đúng rồi, Tiên Nguyễn. 35. Trời ơi, Tiên Nguyễn ơi. À bữa nay dồn đơn cho Tiên Nguyễn kìa. Cái đơn qua để lấy hai cục trước mà nó chưa đi được nữa. Nó chưa ship nữa nên là để cục thứ ba lại kìa. Mệt. Cái này ai lấy này nãy mà đọc mã gì, mã xám nha. Đẹp lắm luôn mấy chế. Em cũng lọc ra sau này nó dính áo tập vô đó. Chứ em lọc áo kiểu thôi. Đây. Đẹp lắm. Sexy lắm. Size M đều cũng được hết nha. Cái này về mấy chế chích nhét mút gì đó. Nó Mỹ nó không có mút. 35k luôn nè. Lên mã sexy. 45 cho Ngọc Ánh. Ngọc Ánh là có cái gì ta? Ngọc Ánh ơi mới có cái gì? À rồi. Của em hôm nay dồn đơn. Ok, hôm qua chị cũng chưa đi nên chị sợ. À, sexy đẹp ghê chưa? Còn nguyên tem lủng lẻng của Danskin. Cái gì sai gì vậy? Em không biết hả? Nó để là 38BC. Sexy cho Thảo, Thanh Thảo rồi. 35 cho Thanh Thảo nha. Cái này nó để 38BC tầm size L nha mấy chế. Trời ơi đẹp. Còn nguyên tem luôn này mới luôn. Size to, tầm size L nha.
ngực 90, 95, 96 gì đó, mặt đẹp quá trời sexy đẹp luôn. 40k lên mã sọc hồng, 35 sexy cho Thanh Thảo rồi. Đây một em áo nữa nè, áo nó hở ngoài sao nha, này cũng là mặc áo kiểu có dây phơi nè, size M, hiệu Zara, Zara luôn nè mấy chết, Zara 40k. Cái này size M, size S cũng được nha, cái dưới này nó nhỏ nè, dạng mặc áo kiểu rộng rộng xíu là ngon. 40k lên em mã D40, D40 em khui em coi tem này được không, để em khui thêm mà sao nó tập toàn sai bự không, chán quá. Ngực 100, 120 gì đó một đống, mất mấy ký, chục ký của ta, bỏ thì bỏ phân nửa thôi. Kiểu rất là đẹp, mặc thành áo kiểu em áo tập gì cũng được, nó hai lớp, nó trong có cái tăng nè. D40 của Tiên Nguyễn, size M nha, 30k lên mã trắng, mới lắm, áo kiểu thì nó mới tinh. 40 của Tiên Nguyễn, hết D40, 30 mã trắng nha, sexy. Nãy là size S, size M, cái này dạng kiểu cổ yếm gì nè. Đấy, cái này mặc thành tăng tớp đẹp lắm á mấy chế, mặc kiểu tăng tớp mà dạng crop tớp luôn á, thì mấy chế nào size S thì mặc thành tăng tớp được, cái này nó để size M nha, đẹp lắm. 25k, 25k lên mã dây trắng cho bánh rán, nghiệp nhỏ bông chen nãy giờ mới vô được mã bánh rán 30, bánh rán dây 25. Chị Tiên D40 là đúng rồi mà, chị nói sai gì, ủa chị nói mãi gì. 25 của Đình, rồi 5k mà có thương hiệu luôn nha. 5k lên mã ống, cái nào hồi nãy sai chị đọc cái gì, đâu có, chị đâu có nói mã Zara, chị nói cái này là hiệu Zara rồi lên mã D40, chị đâu có nói cái mã Zara, nói cái thương hiệu chi nó bị ấy. Size M của gì nè, Forever gì nè, 21 size M nha. Này là chất len, chất gì nè, chất thun len tâm hả, cái này kêu chất gì em không biết. 35k lên mã 21, D40 là Tiên Nguyễn đúng rồi đó. Chị Tiên Nguyễn là D40 đầu tiên, đâu có Zara đâu. Đây nè, Tiên Nguyễn D40 đây nè, để chị chụp chị cười một cái. Nào, Phú Thị Thái là chữ E, tới Tiên Nguyễn D40 tới em đó, chứ đâu có Zara đâu. Cái này gì, 21 của Vương Thảo nè, ba mươi lăm k định ghi 21 rồi đó. Rồi ống 5k lên mã đen, cái này lệch vai, mã này dài nhét mút nha mấy chế, nó không có mút hay là mặc gì dán ti gì đó, size M nha. Đó, 30k lên mã lệch, nay chốt không được gì. À, chốt ở bên đây, đen 5k cho Ngọc Huyền, 5k, quên viết 50. Ngọc Huyền nãy có cái gì em, em vô từ đầu tới giờ chị quên em mất rồi. Ngọc Huyền ơi, lúc nãy em có cái món gì vậy, lẹt của bánh rán nãy nhiêu quên rồi ta, 30 hả,
rồi mới chế đường kiện nữa. Để em không, nay em lên kiểu rồi mấy chế ơi. Lệch 30 của bánh rán. Để tại vì siêu phẩm còn nhồi mút nữa, mệt cũng chết, nhưng nhồi không có lên. Nó nhồi không có mút để mà nhồi vô, quỷ mỹ không có mút. Cái này cũng F21 luôn nha. Đây nè, em có con concept nâu. Ok ok. Rồi chị nhớ rồi. Đây đây size M nè. Lâu lâu chị lướt cho em con size M nè. 20k. Lên mã xám. Ủa, thôi em đọc mã lại nha. 20k lên mã X20. X20. Còn nhiều mấy chế ơi, cứ bình tĩnh. Còn những con siêu phẩm nè, đây. Kiểu cái lưng xương cá, cái này một lớp thôi nha. Cũng F21 luôn nè. X20 cho trăm ngô. Sorry đình đình nha, tại vì hồi nãy bạn kia lên mã trước rồi đó. Size S nha, F21 nè. Đẹp xinh ghê luôn, 35k. Lên mã áo. 20 cho trăm ngô. Chỉ con một ít thôi chứ không nhiều quá đâu. Tự nhiên em vớ được con Lulu nè. Trời ơi em cưng ghê, em tưởng con áo kiểu. Nó bóp ra nó thành Lulu. Chắc bữa sau mới lên áo tập nha. Giờ nó dính cái gì em lên đó. Giờ bữa sau mới lên áo tập. Cái này như tăng tập nha mấy chế. Mở áo cho đình đình. Áo là cái nào? 35. Ok ok. Mà con quỷ Lulu đó nhỏ xíu. Gặp cái thì bự, cái thì nhỏ xíu. Tăng tập nè. Tăng tập size này tầm size M nha. Đây mặc thành áo kiểu cũng được nha mấy chế. Chắc cô tông thôi. Ở trong nó có thêm cái này nè, mặc thành áo kiểu đi chơi vẫn ok. Đẹp lắm nè. 60k. 60k. Lên mã V60 đi. Con này cũng là mặc áo kiểu hay mà áo tập gì cũng được, cái này là có mút nha. Em này 50k. Lên mã da. Cái gì ăn giờ này? Tâm lại ơi, còn con Uni Willow giống cái con hôm qua em lấy nè, màu đen mới cứng nè, lấy không? Tâm lại còn xem không? Uniqlo vậy nè. Nó là size LXL, nó để size gì em không thấy. Mắt mờ quá. Nói chung LXL á. Đó, nay em để 70k nha mấy chế. Lên mã hiệu. Quỷ này giống Lulu. Size S nhưng mà không phải Lulu. Lên mã hiệu nha tình yêu. Tình yêu ơi size S thôi nha. S này S nhỏ ngược 80 đây. Hiệu. Ủa hiệu đó em vừa không em? Hiệu đó size LXL lớn á. Size đó lớn nha. Này rất là đẹp nè. Rồi em này 50k. Lên mã S. Học tiếng Anh. Con chị nó dạy chị đọc là Uniqlo. Chị chả biết đọc Uniqlo có nghĩa là hiệu này. Cho Tâm lại nha. Tại vì Tâm lại dặn nè. 70 có nghĩa là môn nữ của thế giới đó. Con gái học đi dạy cho mẹ. S của Trương Chi, Trương Phương Chi, Trương Lê. 50 có nghĩa là nằm chắc phía phần thế giới mẹ. Chắc chị có bị gọi là đọc không có không chạy chữ tiếng Việt, chị đọc còn không ra nữa đó, biết sao mà thi được không biết nữa. Cái này phải tìm trên Google Maps. Chương Lê nãy có cái áo rồi, thấy cái đấy trên Google Maps luôn.
này giờ với yoga lên tập luôn đi nha, mới chế 50k nè. Này vô siêu phẩm là bán 70. Ờ rồi. 50k xe này mờ nhỏ thôi nha. Lên mã chữ. Đây ai ngực chín mấy nè. Chín mấy nè. 95, 98 gì nè. Đẹp quá, 50k lên mã rêu. Một em này size M. Ôi, đẹp không? Màu xanh đen nha, size M nha, 40k lên mã xanh đen. Bóc vô cái này áo tập em mới chứ. 35k lên mã nâu tây. Màu em crop top nè. 60k lên mã mã 60 size M. Chữ cho Lê Ngọc Ánh. Chữ 50. Lê Ngọc Ánh là nãy giờ áo tập không đúng không? Rêu cho Hương Lê. Cái đó lớn nha em. Hương Thị Lê mua size XL em vừa không? Size XL nha Hương Lê. 50. Hương Thị Lê. Hương Thị Lê. Hương Thị Lê. Áo kiểu chắc hết áo kiểu rồi, quá không biết nó còn cọc nào không. Xanh đen Ngọc Ánh 40. Tại lọc chưa có xong. Lọc chưa có xong. Nâu tây Ngọc Huyền 35. Sáu mươi Thanh Thanh. Có mút liền mờ hả? Áo kiểu không khác áo. Chữ cho em hả? Chữ em sao? Cái này có tem, còn tem luôn nè. 35k size M nha, lên mã tem. Ủa, cái da đẹp không anh? Con nai. Nai này độ mới khoảng 85% thôi nha. Mút liền size M. Dạng như cái dưới đây nó hơi mờ mờ thôi, nói chung là tem thì còn nguyên. Tem thì còn nguyên nhưng mà em thấy dưới đây nó mờ mờ nè. Rồi em bán cho mấy chế con này 60 đi, size M nhỏ nha. Tem 35 cho Tiên Nguyễn. Size M nhỏ 60 lên mã HT đi. Nói chung là nó cũng ok, độ mới cũng ok mà nó hơi nhạt nhạt dưới một xíu. Con này B70 mút liền, con này mới luôn nha. Này em có hai con là mút liền mới là 45k. B70 hết là tầm HT. Cái này à, em mua cho em của em thì được. À, cái này tầm size S nha, A70 mút liền size S đó. 45k lên mã vàng mới giùm em nha. Vàng mới nè. Không biết chị để vô vàng mới, biết có bỏ vô bịch chưa. Qua cái này tiếp. Một em mới luôn nữa nè, mới tinh luôn. Đây. Cái này là mới luôn nha mấy chơi, đúng hiệu mới luôn. 45k nè. Lên mã hồng. Size SM nhỏ. Hình con gì giống như con ấy. Cái này nó có mút luôn nha. Mặt thành tăng tập. Áo tập ba lỗ gì đó. Kéo khóa nè, size S. Bữa trước này em bán 90. Rồi nay em để con này 70. 70 lên mã size S thôi nha mấy chế. Lên mã dài đi. Nè, chất nó nè. Hồng cho Đình Đình 45. Kìa, có nhiều bạn lên Hồng Vương Thảo sao? Có nhiều bạn muốn lên tập mà. Đây một em áo tập. Cái này hiệu gì nè? Cái màu xám ghi ghi mà cái này nó dính tí xíu màu ở đâu đây nè. Đó, nhìn kỹ mới thấy nha. Em sale 20 cho mấy chế luôn. Size M nha. Nó màu ghi ghi á.
lên mã 20 đi, 20 áo kiểu đây, lát chị coi còn cái bạch kia còn không. Cái độ mới này chỉ mức là 75 thôi, như rớp chớp nè, mà mặc lên vẫn ok nha, size M nha, 25k thôi. 25 lên mã cam, 20 cho đình đình. Xám xanh dạ quang. À, size M hả? 20k hả? 20k tại nó một lớp nha tình yêu. Phải này không? Phải không ta? 20k lấy thì ok nè. Nó một lớp thôi, size M cũng được. Nó một lớp thôi nha, của Champion đó. Em đọc cái này 25k mã cam. Cái này không mút nha, cắt nhét mút cũng được. Size M. Không phải hả? Size M nha mấy chế. Em này 35k, lên mã hồng M. Cái đẹp đẹp dạ quang nè ta. Cái màu cam này hả? Đâu có xanh nè. Nãy giờ đâu còn dạ quang nào nữa. Màu em hoa nè, size M nha, sexy. Cái này cũng không mút, cắt chiếc mút nha mấy chế. 25k, size M lên mã hoa. Xám vàng hả? Xám vàng, nãy giờ chị đâu có cái áo tập hả em? Cái này hả? Cái 60 phải không? Đâu có màu xám nào đâu. Cái này 60, áo tăng tập, áo kiểu, áo gì đó muốn mặc sao đâu mặc. Áo kiểu hả? Hay là cái này 50 màu da. Đó. Hoa 25. Cho đình đình. Hoa bánh rán sao rồi. 25. Nè bánh ráng lấy cái này không em, một lớp nè, Champion mới tinh luôn. 20k. 20k. Áo vàng nè. Áo vàng này có một cái lớp tập bên trong, cái gì nè. Cái lớp bra gì đó bên trong nha. 60k nè. Vàng mã mã đó. Áo kiểu hả? Đâu còn áo kiểu đâu. Đây đây. À. Còn con áo kiểu này rách cái ren tặng cho mấy chế này. Này. Nãy giờ chưa ăn. Cái này không biết về chế làm sao nữa. Con này cũng đẹp quá luôn. Xem mờ nha. Nó có mút sẵn, nó có đụng mút sẵn á. 60 của Nguyễn Vi. Xem mờ có kéo khóa. Nó có đụng mút sẵn cổ yếm luôn mà nó bị rách cái lưới rồi. Cái này nó có cái mắt gài nè. Tặng cho mấy chế nha. À, lên mã 18. Mã 18 nha. Gửi hình gửi hình chị không có online bằng cái bay đó sao mà ấy. Cái này hả? Cái này size L nha. Rồi 18 cho Vương Thảo lên trước nè. Ê lộn dáng chi ta. Vương Thảo nãy có cái này. Mình đem coi trong đây còn áo ấy không nha mấy chế. Lọc ra. Nè mút liền nè, tâm lại size LXL nè, của Danskin nè. Danskin. Size LXL này nha. Đó, 45k thôi. 45k lên mã đen. Đây áo ống kiểu nè mấy chế. Để tùm lum đây, tối khui tới giờ 2-3 chập. Lọc lựa đồ lại nữa. Đẹp ha. Con này có cái cúp luôn nè. Đó 25k. Lên mã 17. Áo có áo tập nãy giờ lên áo tập đó. 60 của Nguyễn Vi. Quên. Nguyễn Vy ơi, cái đó cúp lớn nha, cái đó tầm size LXL á, tình yêu vừa không? Không vừa thì để cho Tâm lại. 60 Nguyễn Vy. Nguyễn Vy cái đen đó cúp lớn hay size to?
17 của Đình Đình là 25. Nguyễn Vy ơi, cái đen đó vừa không tình yêu ơi? Size đó to 60kg. Nguyễn Vy vừa cái này phải không? Rồi để Nguyễn Vy 45. Cho Nguyễn Vy đủ đơn. Ui cái này siêu phẩm của em mấy chế ơi. Nè mút liền nè, Tâm lại lấy cái này không? Hiệu gì? Cái móc gì ngộ gì? Ôi cái này tặng cho Tâm lại đi, cái móc này nó xức hết một cái rồi. Tặng nè. Hiệu Champion luôn á nha. Nó nói chung là nó xức hết một cái ở ngoài này nhưng mà ở trong vẫn được nha. Ok, Nguyễn Vy lấy đen nè, tặng cho Tâm lại nè, giống như buồn cái nãy đó. Đây áo ống kiểu nữa nè, còn tem luôn mấy chế ơi. Em kiếm hiệu nó coi có hiệu gì bự bự không. Cái này nó có mút sẵn, nó mai sẵn cái mút trong đây luôn nha, size S. Đó, size S nha. 25k luôn. Trời ơi mới mà bán rẻ vậy. Thôi kệ. Eva và Ever gì đó size S, size S lên mã mã 12. Lên mã 12. Mã 12. Tại vì chị sợ hồi cái chị dẹp. Một em hiệu Mỹ nè. 12 Thanh Thảo. 25. Một em của Mỹ size M. M này M lớn, L thấy không? M chuẩn. Hiệu Mỹ nè, đẹp. Lưới nha. Em này 45k lên mã ghi. 12 hết rồi mấy tình yêu ơi. Bịch này là bịch siêu phẩm của em rồi. Mô em Champion size S. Cái này là mặc được hai mặt nha mấy chế. Size S này mặc được hai mặt. Nếu mà mặc mặt này á thì mấy chế cắt cái này. Cắt cái này sát sát cho nó đẹp đẹp. Mà cái tem này thì nó không còn mới, em sale cho mấy chế 30 nha. Nè, tem của nó nè. Mặc được hai mặt luôn nha, lên mã hai mặt đi. 12 của Thanh Thảo đầu tiên. Lên mã hai mặt là 30 size S. Đây còn áo kiểu nữa nè. F21 size L. ML nha. Ghi 45 cho Tiên Nguyễn. Hình như chút đơn chắc chết. Tiên Nguyễn nè. Nè áo kiểu nữa nè. Trời ơi F21 nè. Nói chung màu lờ gì mà cũng được nha mấy chế. 30k. Chất dày đẹp lắm. 30k lên mã dây. Không ghi của bạn Tiên Nguyễn trước đầu tiên. Còn áo kiểu nè. Còn trời ơi tưởng hết. Giờ để nhiều bịch quá. 20k dây cho Phù Thị Thái lên áo dây chéo hả, dây chéo hả, dây Phù Thị Thái nè. 20k luôn nè, dễ thương chưa. Size S nha, lên mã sọc 20k. 30 này của Phù Thị Thái. Em lấy cái sọc hay gì? Mút liền nè, dạng mặt thành bra. Sao dễ thương 20k. 20k lên mã mã nơ. Sọc của Phù Thị Thái luôn 20. Không bạn sao mua nhiều lắm đây nè, để mình chụp hình cho chị ghi đúng không. Ghi nè, ghi của Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn xong tới thôi gì đó, chốt nay chốt không lại của Phù Thị Thái rồi mới tới Vy nha.
nơ nè, Thi Nguyễn nè, thấy không, lên là mình đọc liền. Sọc hết rồi nha mấy tình yêu. 20 còn, trời em vẫn còn, em vẫn còn cúp to to nè. Size này size ML nha mấy chế. À cái này giống như nè, nó hơi vuột cái đường mai vậy mấy chế, mai cái đường này lại dùm em 10k thôi. Cái này size ML nha, tầm cúp B là mặt đẹp 10k thôi nha. Lên mã B10. Rửa tay, rửa tay, rửa tay ghê, rửa tay đi. Giống cái áo B10 mẹ. Giống cái áo mẹ, đúng rồi. Giống luôn cái áo bút của mẹ. Giống không, giống luôn mẹ. Không, giống luôn cái áo của mẹ luôn mẹ. Cái này to vừa không em ơi, cúp to nha em. Cúp to nha, Thanh Thảo. Này cúp to nha. 10k. Nè mấy chế, mấy chế này mặc kiểu chơi chơi thôi, em bán 10k luôn nè. Để size S nhưng mà này M mặc vẫn được nha, dạng sexy mặc ngủ mặc chơi gì đó. 10k nè. Lên mã ren không có, mình kéo lại rồi. Đây một cái ống này dạng thun nha, size XXS. Wow. XXS. Nhưng mà tầm S cũng vừa nha. Kiểu BCI gì nè. Ren 10k Bùi Thị Thái. Đó. 10k luôn đi, nhỏ nhỏ. 10k lên mã mã Dúng. Ok ok Bùi Thị Thái. Tại nó lên cái là em đọc liền. 10k của Phụ Thị Thái trước nè. Mã Dúng đi nha. Nãy em đọc nhiêu tiền qua nè. 10k. Rồi cái này cũng là cái áo ống nè, cũng dạng Dúng Dúng nha, 10k luôn nè. Lên mã xanh. Nhúng cho mặt trời nè. 10k lên mã xanh nha mấy chế. Rồi 10k luôn, có mút sẵn. Ném nhiều quá. Lên mã hồng nè. Ê gì? Ai cái này Piano vậy? Ai đang cái gì? Cái hàng micro vậy? Xanh trên đình đình. Cái này micro. Cái này mấy chế về mai lại nha. Cái này em tặng nè. Tặng lên mã số 2. Xanh cho đình đình nè. Tặng lên mã số 2. Còn áo tập, tại vì mọi người đều lên áo kiểu nè. Còn gì em lên đó luôn. Quay. Số 2. Số 2. Rồi cái này tặng nữa nè. Ôi cái này áp màu rồi. Nãy giờ ai chưa tặng ta? Có em được hai cái nhưng cái tặng rồi đó. Nãy giờ ai chưa tặng, em tặng cho người chưa tặng nha. Nguyễn Vy chưa nè, cho Nguyễn Vy đi. Cái này tặng nữa nè nha. Để Phù Thị Thái có cái tặng chưa? Phù Thị Thái chưa có tặng không? Rồi lên mã tặng 2. Nó bị ấp màu tí xíu. Lên mã tặng 2. Tặng cho Nguyễn Vy nè. Ê, cái này size S. XS. Áo ống đen có mút không chị? Áo ống đen nào em? Nãy giờ chị có lên ống đen nữa không? Size XS. Chất chất này nè. Chất thun này nè. Nè em bán mấy cái dòng này thôi, về chơi 20k. Chưa hả? Cái tặng 2 được không? 20k nha, size XS thôi. Nó dạng như cái áo vậy. Nhưng mà này nó co giãn thoải mái nè. 20k lên mã áo đen. Rồi Phù Thị Thái nè, tặng Phù Thị Thái nè. Cái này size S em nhỏ, em bỏ vô được không?
tập chắc lan không lên rồi Thành Yêu ơi. Cặp em còn màu đen không à? Cái đó size SS em ép vô không vô. Màu em hiệu nữa nè, cái này có nhiều cái mắt tăng đưa vô nha, size M nhỏ vô lớn vô diễn được, hiệu của Mica. Size M nha, em này 40. Đó áo tập đó lên mã tập đen. Áo đen cho đình đình nè. Cái này em không có nhét vô vừa đâu, nhỏ xíu. 20. Hiệu Cham nè. Size này SM. Size S, size M nha. Có quần dài ôm. Có nhưng mà nay không có lên quần. Size S, size M hiệu Cham luôn nè. 25k thôi. Cái này sao lại em cắt nhét mút cho. 25k lên mã Cham. Cặp đen cho chị Thảo Nguyễn là 240. À cái đơn của chị em mới đi vậy. Mà em vô tình em thấy cái áo này xanh nó y chang cái quần xanh Coban. Cái này cũng cắt nhét mút nha. Nó hai lớp mà không có chỗ nhét mút. Chất đẹp lắm. Size này cũng size M nha. Đó, ai thích thì em nhét mút cho 30k. Lên mã lưới đỏ. Áo này cũng bé. Tặng nha. Ai có bé thì lấy cổ lệch. Lệch vai luôn. Lên mã bèo. Lưới đỏ 30 cho Đình Đình. Rồi tặng cho Đình Đình nè. Đình Đình nãy giờ chưa có. Đây một em tập nữa nè. Anthantic. Cái này chắc của bé quá. Cái này của bé rồi mấy chứ. Cái vai này nhỏ quá, tặng luôn đi. Cái đỏ nhét mút hả? Hay là chị cho em cặp mút? Rồi giờ chị thì hết mút luôn, em toàn chị lấy mút mới luôn. Mút mua cặp 10.000 nhét vô đau lòng ghê. Cái này của chắc của bé quá. Nè, đẹp lắm nha. Rồi này em tặng luôn lên mã. Ai chưa có thì lên mã tặng sọc nha. Để cho mỗi người một cái đi cho nó vui vẻ. Thôi còn áo ấy nữa không? Đây, áo kiểu mút liền bra nè. Size M nha. Size M nè, mút liền nè. Mút này cũng cao cao. Mút cái cúp. Nói chung là tặng sọc. Tặng sọc cho Tâm lại. Em này cũng 30 nha. Lên mã xám. 30 lên mã xám. Hương Thị Lê nãy giờ có tặng chưa? Cho Hương Thị Lê nha. Nãy Tâm lại. Ủa Hương Thị Lê có một món rồi nè. Ống to này mới chế 5k. Cái này về mới chế nhét mút được nha. Size M, size L lên mã ML 5k. Xám cho mặt trời. ML 5k nha mới chế. 30. Này của bé hay gì nữa rồi. Này size S. Size S. Size S cái này cắt nhét mút nha. Hiệu Champion luôn. Cắt nhét mút em sale 25. Lên mã xám S. Của bé tiếp. Rồi tặng luôn. Lên mã tặng bi. Em trước hả? Để em cái đó gì để cho cái này Hương Thị Lê nha. Ủa xám em trước hả? Xám em sao chứ sao trước. Xám. Xám mặt trời rồi mới tới Tiên Nguyễn rồi mới tới lại Tâm, lại Tâm. Tặng bi cho Hương Thị ấy rồi. Con này mới luôn, ông Navi size M. Ủa size XL. Ôi size lớn rồi mấy chứ. Mà em coi này là
XL này sao giống của bé vậy ta, sao cái vai nó ngắn vậy ta, cái này chắc XL của bé rồi. Cho bé nào 30kg, 35kg á, cái quai nó ngắn chứ không phải của người lớn đâu. Còn tem luôn nè. Rồi em vớt giác 15k con này đi. Lên mở tem. Mình lớn mặt thì nó bị giật lên. Mà cái này của bé 15k lên mở tem. Cái chiều ngang nó to nha, nhưng mà cái chiều dài nó thiếu. Đây một em hiệu iBody nè. Hiệu iBody size này size M nha. Size M nha mấy chế. Đẹp. M này M lớn nha. Cái này của Mỹ nó to. Size M lớn. Rồi em này 40 luôn đi, lên mã B. 15k. Cái này size của bé nha. Nó để 2XL nhưng mà cái này của bé đó. Mà đơn của tình yêu đi rồi, nay có đủ đơn không? Để đây đi. Một em Champion nữa nè. Chán cái hiệu Champ này, nó không có chỗ nhét mút. Size ML nha. Nó rất là đẹp mà nó không có chỗ nhét mút. Thôi Mỹ là em đau đầu. Size L mấy chế ơi, không phải M nha. Chị ơi, bao giờ, bình thường bao nhiêu ngày sẽ nhận? Mà tại vì hồi trước chị ship bên kia là chị ship buổi tối là mai có, mà bây giờ chị ship bên đây là buổi trưa nó lấy thì ngày mai mới có. Lại dù bữa nay like, ngày mai mới gửi, ngày mốt có. Mà giờ đang dịch đó, nó đi gì chị cũng không biết luôn. Này 50 thôi, size L nha mấy chế. Đó, này nó không có khe nhét mút nha, độ mới rất là cao. Mà tại vì nó không có khe nhét mút làm sao. 50 lên mã sọc, size L. Cham nè, cham cả đóng luôn. Cham size L luôn, không mút. Mới nè. Con mấy con trắng mà không bị ấp màu á là rất là hiếm luôn. Sọc cho. Rồi trắng nè. Trắng 50 luôn nha. Cũng hiệu cham luôn á. Cần thì báo em kèm bút cho mấy chế, vậy mấy chế tự ấy. 50 lên mã trắng luôn nha. Sọc em hết rồi. Mấy Mỹ ít có mút liền lắm. Mút liền nó sexy như áo bra thôi. Áo tập thì nó nguyên một bản. Size SM của Cham nữa nè. Size SM của Cham nè. Em này 30 thôi. Lên mã xám. Cham size L nè, 30 luôn. Lên mã xám L. Fila siêu phẩm mấy chế ơi. Fila siêu phẩm size này size gì? Size F. Chị ơi, khi nào có cái con ống có mút hả? Mút là nhét mút cho em. Xám nào, xám xám M, SM nha. 30. Rồi nè, mút liền nè. Size S của Fila, S này S lớn nha. Rồi em này 35 thôi. 35. Lên mã 35. Cái nào hồi nãy giờ mút có là rồi. Ồn quá. Cái này gì nữa? Áo nai. Nai này size ML. Con này mặc rất là đã luôn, size M nha, M lớn. Nó mặc được hai mặt nhưng mà nó thường của Mỹ mặc hai mặt là nó không có chỗ nhét mút nha mấy chế. Với lại á, cái tem nó hơi bị răng đó. Tem nó răng, hai mặt đều có tem nha. Muốn mặt nào mặc. Rồi em để mấy chế 30 thôi. Size M lớn nha. 30 lên mã hai mặt, mặt nào cũng có tem hết nha. Cái xám L đi chị. Của Cham hả em? Đây. Cham mất tiền. Mà vô tay chị là nó mất giá trị. Một con Old Navy size S. Ngoài sao nó nè. Phú Thị Thái 30.
S hiệu Onavi nè, gạch 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 nè. 30k luôn nha. 30k. Lên mã S. Rồi con này sexy xịn nè mấy chế ơi, tem đen luôn nha. Ủa, con này sexy lắm luôn. Cái này em tốn cặp mút hết 10.000. Quỷ cái này nó không có mút, nó không có chỗ nhét mút, khổ vậy đó. Giờ nhà hết mút luôn. Dạng cổ hơi yếm yếm nha. Này siêu phẩm mà sao bóc giùm ba. Rồi bán cho mấy chế 55k nha. Lên mã yếm xanh. Sexy chính giữa có một cái lằn thở. Con này size M họa tiết nè, hiệu Danskin. Danskin họa tiết luôn. Xinh lắm. 50k. 50k lên mã mã hiệu đi. Tiếp tục một em AVA size M. Đó. Em này 35k. Lên mã sọc học. Nhét mút không là hay. Đây con này dạng như crop top, size này tầm size L nha. Tầm size L, crop top mà sao nè. Em này 45k. Lên mã L đen. 50 của hồng thua trần. Hồng thu trần. Hồi này 35 sọc hồng của Tiên Nguyễn. Tốn hết cái mút 10k, mút mới luôn. Khui hàng này là em rầu cũng phải đi mua mút không. Có ai size L không? Một con đẹp nè mấy chế. Size L nè, con này đẹp nè. Hiệu AVA size L, XL bon chen. Size to em sale 40 thôi. 40 nha. L đen 45, 40 lên mã viền xanh. Ok, L đen 45 của Nguyễn Vi. Lên nó tập tiếp nha mấy chế. Học mấy giờ rồi? 6 giờ 5 giờ rưỡi em lên mới nữa rồi em nghỉ. À con nai cũng bị răng răng tem. Nai răng răng tem rồi. Con này cũng size S nha. 35k. Con này mới lắm. Viền xanh Nguyễn Vi luôn nha. 40. Con này size S, 35k lên mã 35. Bị răng cái tem rồi nha. Hơn nhau cái tem mà nó răng rồi là kiểu như thua. Nè mút liền nè, tâm lại lấy con này đi. Champion mút mỏng thôi nha em, không phải mút dày đâu. Mấy thằng Mỹ mút nó không có dày. Size này size M, M lớn, L nhỏ, bon chen. Mới luôn nè, tâm lại lấy thì ok, chị để cho 50k thôi. Lấy ok nha. Mút mỏng thôi đó. Rồi em này crop top size M nè. Có tăng đưa nha. Của Danskin. Đúng không ta? Chả biết hiệu gì. Con này 40k thôi, 35k đi. Ủa tâm lại còn không em? 35k lên mã xanh. Trời ơi, cham nữa nè mấy chị. Cham size M nha, cũng phải cắt nhét mút nha. Mấy anh cham nè, tem in trên áo còn mới tinh. Mà mấy này thì nó sexy, nó không có mút nhưng mà chất hai lớp nó dày lắm. Chất hết đâu kiểu rồi em. Rồi em này 35 luôn đi. Trời ơi đẹp. Mới phụ kiện bán 35. Sang. Sang ghê luôn. Xanh này của ai? Tiên Nguyễn 35. Em này 35 nãy lên mã gì ta? Lên, em lên mã chưa ta? Cho Hương Thu đi. Này mới chế gì cắt nhét mút cho em nha. Đẹp lắm, chất nó dày. Cái này của Dốc Khay nè, size M nha, 30k. 30k lên mã đen. Để em coi cái này New Balance luôn mà không có chỗ nhét mút luôn nè.
Mông hồng đẹp ha. Mới chế về cắt nhát mút giùm em nha. Rồi 35k luôn, chữ cho mấy chế cái mút về nhét hiệu luôn nha. Lên mã hồng hiệu đen cho Hương Thị Lê 30. Còn cả đóng hàng ấy nữa kìa, em chưa có lên hàng, chưa có xử lý nó, hàng linh tinh. Có ai size S không? Con Tram này cũng đẹp. Chị Tâm lại không lấy, tại vì để qua cái like khác là chị bán 70. Cái này size nhỏ quá. Em có ngắn gối, không có ngang gối. Rồi ok, để cho mặt trời nha. Đâm lại mất tiêu rồi. Con hiệu về mặt nó khác với lại mấy cái con kia, chắc nó rất là sướng. Quên này của mặt trời không đi lên bên đây. Đúng rồi đó, Hương Thị Lê đen rồi, rồi ok rồi. À, một con Champion, quên lộn, anh đã Amor size S. Thì độ mới này tương đối thôi, không mới nhiều nha. Nên em sale cho mấy chế là 20 hiệu luôn nha. Cũng không có mút. Size S này em sale mấy chế 20 hiệu anh đã Amor nha. Lên mở 20. Rồi con này cũng Champion nè, cũng không có chỗ nhét mút. Nhưng mà cái này á, cái ngoài nó hơi nhám nhám nha, nên là em sợ mấy chế về chê á, nên em tặng đó. Cái này nó hơi nhám nhám nha, tại chất cô tông á, nó nhám nhám á. À, tặng con Tram size M này, lên mã tặng M nha. Rồi chị để đúng lại rồi em. 20 Hương Thị Lê. Rồi, một em bra nè, tặng mờ cho chị, cho chị Thanh Loan đi, nãy giờ chị chưa có. Này bra áo tập đều được nha, có mắt cài phía sau size M lớn nha mấy chế, ngực 85 đổ lên mặt đẹp nè, ngoài sau này. Mới lắm nha, em này 35k đi, 36b. Rồi 35k lên mã bra. Em size S nè, của Danskin. Size S Danskin. Màu nổi ghê không? 40k lên mã hồng. Nè còn em áo kiểu nè. Size S. Cái gì đây? Bra Tiên Nguyễn của Bing luôn nha. Bing Victor. Chắc là XS quá. Bing Victor Secret gì nè. Chắc là size S gì đây, em thấy nó nhỏ nha. Yếm nè. Cái này không mới nhiều nha mấy chế. Nói chung cũng mặc ok, nhưng mà nó mới khoảng 85 thôi. Rồi em để cho mấy chế con này 35 luôn đi. 35 nha, size S nha, lên mã dừa. Bra cho Tiên Nguyễn 35. Trời, em bán mới cô kiện bán cái này không biết. Hồi vô mấy cái kia bán còn một đống cái hàng nói ấy em chưa có lọc ra. Rồi một con đỏ nè. Trời ơi nó đẹp. Cũng phải cắt nhét mút luôn nha mấy chế. Nói chung là chất nó đẹp lắm. Con này 60 nha. Lên mã đỏ size M. Đây một em Danskin size M nữa nè. Danskin size M 35k. Lên mã hiệu đen. Đây còn con áo kiểu nè. Cái này giống như áo gen á, cài trước nè. Size S hiệu luôn nè. 20k nha. 20k lên mã cài đỏ, đỏ cho Tiên Nguyễn luôn nè. 60. Con hiệu Avia
size M, màu xanh đẹp. Mà cái viền này nó nhìn nó hơi bị sạm sạm về mấy chế giặt nha. Nói chung độ mới ok, dây không giãn không gì hết nha. Mà nó hơi bị giống như nó hơi dơ dơ cái viền nè. Đó, em xe cho mấy chế 40 luôn á. Cài cho trăm ngô 20 40 lên mã xanh lá. Hiệu AVA luôn nha mấy chế, hiệu còn nguyên không đứt không bể gì hết. Rồi một hiệu Under Armour. Cái thun ngoài sau này nó giống như người ta kéo người ta ấy, nó hơi bị nhăm nhăm vậy nha. Nhưng mà mình mặc vô nó căng ra thì nó ok hơn ha. Size SM. Con này hên là nó có mút. Đó, hiệu rất là xịn. Hàng Mỹ cầm vô chất nó khác liền, nó bóng. Nó bóng cái viền thun này 40k luôn nè. Lên mã xanh chéo. Cài 20, cài 20 hết rồi bạn ơi. Size L hiệu nữa nè. Âu Navi. Size ML nha, M lớn L nhỏ nè. Phương Thị Lê xanh chéo, M lớn L nhỏ hiệu Âu Navi đó, đẹp lắm luôn nha. 55k lên mã tím. Hàng này là em lọc hết rồi nó mới chế, còn hàng chưa lọc em chưa có lên. Nó không có cái nào không? Hương Thị Lê bên đây. Rồi xanh chéo Hương Thị Lê rồi nha, một em này. Size này là size SM nha. Đó. 30k. Lên mã V. Tím cho chị 55. Tím này nó tôn ngực 55. V 30 cho Hương Thị Lê. Còn nó đóng cái đen đen em chưa môi tới. Rồi cái này cái thun nó cũng vậy nha. Cái thun này em này champion luôn, cái thun nó bị xíu xíu vậy. 30 nha, 30 size M nè. Lên mã sọc hồng. Size S. Size S hiệu này của iBody nha. Này thì không có lỗi phải gì hết. Này 40. Lên mã xanh. Cái này của AVA size SM. Size SM nè. Hiệu AVA. Em này cũng 40. Lên mã sọc xám. Nói chung là hàng em tự khui thì em bán rẻ. Hàng em đi đi ai tách kiện thì nó đắt hơn xíu. Cái này cũng của bé luôn, để mấy ít nè. Nhưng mà này của bé thôi. Cái này size của bé nha. 2X của bé hiệu Gap. 10k. Lên mã hiệu bé. Hiệu bé. Còn mấy hàng bữa giờ lai tới lai lui. Đi xuôi bước đi tới Nam Giang. Nè bạn size to nè, size to nè. Size to này mút liền nè, size này LXL nha. Mới 100% đi. Mới 100% luôn nha. 50k nha mấy chế. Ừ. 50k lên mã vàng, mới 100%. Size L nè. 35k lên mã chữ. Có mấy cái cài sao nha. Lên mới này nữa là em nghĩ hiệu anh ta. Anh ta này size M. 40k lên mã hiệu xám. Rồi em này cũng size M nha. Khối lưới khóa cài trước nè, 35k lên mã lưới. Áo crop top nè, 20k SM lên mã dây đen. Em này mút liền, size S M nhỏ. Mút dày nâng. Em này 40k lên mã sọc đỏ. Em xuống nha mấy chế ơi, còn xem nữa không? Để em lọc. Nè ai size lớn, size to. Size to to ngực 95 nè.
mới tin nha, mới tin tình tình lên mã hồng đi, 45 luôn. Set áo tập mới cứng là mới chế lưới nè, màu đen hiệu Loli Sifilai gì nè, màu đen set nha, 50k lên mã đen. Kiểu hết rồi em, kiểu hả, để chị coi, còn kiểu ấy hả, còn kiểu dạng như là cúp với lại ấy chứ không có, dạng ngắn ngắn đâu, ủa không có dạng như là gì tới rúng đâu, vỗ tay, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Đó đó, rồi tắt đi. Nhiêu đó được rồi, coi mấy thằng YouTuber đó là mày thấy có ổn không nha. Mới chốt được có 3 cái, có mặt buồn mấy chế. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn 10k của bé nè. Tắt cái like bên đây, ai xem thì qua cái chính em nha. Bé nha. Này bé này 20-25kg thôi. Lên mã dây. Nè kiểu size M cục nơ có quá sexy lắm không? Sexy quá, size S 20k lên mã nơ. Nè, cúp nè. Còn dây cho chị Thanh Loan à. Còn mấy cái size to hay gì không biết nữa. Nè cái này giống như áo ngực áo bra nha. Chất đẹp lắm. Cái hàng này trong cái tép Mỹ em vui. Nó nịch cứng lắm. Cái này là giãn, coi giãn là size S, size M, size L gì cũng được. 20 luôn lên mã da. 10k. Cuối like bán rẻ cho mấy chế và đủ đơn. Size F nha, lên mã hồng. Đây size L nè. Size L 10k luôn đi. Lên mã đỏ đô. Cái cúp nó cong cong. Ống này có khe nhét mút, ai cần thì tự nhét vô. Size L, tem đỏ luôn, tem trong luôn. 10k nha, size này size L ở đây nó có cái cộng xương nữa. Size L lên mã trắng này. Còn mấy cái cúp này 5k, thay cúp dài nè, size M, L đều được, lên mã dài đi 5k. Em lười bán mấy cái này. 5k. Cái này quá sexy nè, tặng cho mấy chế đi, kiểu gì em không biết nữa. Tặng nha, lên mã sexy. Sao nè, da chị chốt rồi, coi chừng sót da hả, da cái 20 hả chị, sao không thấy ta, cái này phải không chị? Dạ ok, sexy tặng cho bánh rán 20 giờ chị quấu quấu nữa nè. Tặng cho bánh rán cái đen đen cột lại để hồi tính tiền nhỏ. 5k này mấy chế ơi, xe M lên mã tím nha. Em lên hết nè, em nghĩ tại vì nay em định nè, kiểu kiểu là 10k luôn đi. Xe S, xe M có mút nha, nó có mai sẵn mút nè, lên mã 10. Ai cúp to to nè, cúp này cúp C, cúp C nè, cúp to quá em sao, 10k luôn đi. Trời cúp chị to dữ ta, 10k của Tiên Nguyễn nữa nè. Em lại sao đó chăm ngon. Còn cái tem dây râu gì? Tiên Nguyễn, cái này hả chị? 10k luôn. Cúp to quá. Ui, chiếc này to nhiều lắm. Ống cứ 5k, ai cần báo em.
Rồi ống bé bé, ống này bé quá. Cái này em tặng tiếp nè, mặc thành áo gì đó, muốn mặc gì đó mặc nha. Tặng lên mã tặng xám nè. Áo kiểu nè. Cái này không có chỗ nhét mút nha, em bán 10k luôn size M. Cắt nhét được nha mấy chế, nó hai lớp nhưng mà à thôi nó một lớp thôi. Một lớp bán 10k thôi. 10k size M lên mã sọc đen đi. Tặng xám cho chị nè. 10k lên mã sọc đen nè. Kiểu gì nè, 10k luôn. Size S, size M gì cũng được nha. Không, size M, size L gì đó. 10k lên mã dây đen. Có ống màu sáng hả? Hết rồi em, nãy giờ nói chung ống chị dục hết, bán 5k chị làm biến. Cái nào đẹp lắm chị mới để. Cái này à, mặc áo bra nha, 10k. Nó nhăn nhăn. Mặc thành áo bra 10k nha mấy chế. Size S, size M, size M. 10k lên mã chéo đi. Nè áo ngực nữa nè, 10k. Ba quỷ này làm biến. Đây, áo ngực của nó bóng nè, mà cái này một lớp thôi nha mấy chế. Size M, size L đều được 10k, nó bóng hới vậy nè. Lên mã, lên mã 2. Chắc con phải đi tới nhỏ. Người ta quay con. Size S màu đen. Quần, quần bơi, quần gì nè, cho mấy chế size L nè em tặng nha. Đặc biệt quần là em không bán. Tặng lên mã Loan. Số 2 10k. Chế. Ống nè. Ống trắng nữa nè. À, quần bơi nữa nè. Size S luôn. Tặng luôn nha. Lên mã 2. Loan của chị Thanh Loan nè, tặng này lên mã 2 nha. Trắng của Thanh Thảo 5k, ống trắng luôn em. Nè, ống có cái quai nữa là 5k luôn nha. Ta vẫn bán 15-20 mấy chứ. Hàng em gọi là hàng tự có, tự trồng được nên em bán rẻ. Còn cái nào ông trồng không được em bán mắc thì mấy chế cũng ủng hộ em nha. Lên mã quai đi. Nè, cái này size M nè. Size L chứ. Size L cũng 5k nè, lên mã xanh L. Số 2. Số 2 cho Thanh Thảo. Ủa? Số 2 lại nè. Cái này quai hả? Ủa quai là cái này. Số 2 là cái này. Ok ok, quai cho chị 5k. Đây cái này cũng size L nha, 5k. Trắng ML 5k. ML đen, mấy cái này là có chỗ nhét mút nè. Cũng bán 5k mấy chế tự nhét. Đây còn cái áo cúp gì nè. Sai, trời có mã vạch đồ mới ghê. Size S. Nhưng mà này tầm M nha, nó có thun ở ngoài sao. ML vẫn được nha. Mới còn mã vạch đồ luôn. ML mặc vẫn được nha mấy chế, S Mỹ to. Rồi cái này 15 đi. 15 lên mã 15 luôn nha. Đồ tập chắc bữa sau á. Hôm nay lên đồ hàng chơi chơi. Con trắng này đẹp mới tinh luôn nhưng mà nó size XL nha. 5k luôn, có chỗ móc quai nè, có nhét mút nè. 15 cho chế Thanh Loan. Nè, ống có mút luôn nhưng mà size to. Size ML, ống mút liền nè. Beo luôn nha, 20k. Da beo. Ống mút liền ML da beo nè. 20k lên mã beo. Sexy chưa?
Nè chị nói cái gì đó, điệu điệu gì nó bán cái này 100 nè chị. Em nhìn hàng là em biết nó cui tép Mỹ liền. Tép Mỹ bự lắm. 5k. Cái này tặng đi, không cái này của bé. Thôi của bé mà đang thui, bỏ đi. Còn mà ra pin không chị, pin hết trơn rồi. Em ơi, em vô trễ quá. Vì tép này cũng được ha, để em coi bán đủ tiền không, lấy nhiều nhiều. Em khui kho mới, kho cũ nó chưa có hàng. Cái này cũng 5k nha, xem mờ. Kiện nó kêu là tép VIP mắc tiền mà khui ra cũng méo. ML nữa là 5k lên mã cam. Còn áo tập chưa lọc kìa, màu đen không. Mới đi làm gì hả, dễ thương nhỉ. Lấy tép nào có nhiều áo kiểu, tép Mỹ nè em. Áo kiểu không bán, không có ra tiền. Cái Hồng Kông thì nó ra cái bờ ra với cái ren của Hồng Kông nó cũng không có đẹp bằng cái ren này đâu. Nhưng mà ren này á, size to vật vả, hiệu vô rớt vô size L không, không có khách size L. Ồ, áo kiểu là khác nữa, áo kiểu là về cái khác áo kiểu nữa. Cái này á, áo tập này mà nó vô áo kiểu thì nó ra rất tốt, nó ra này kia mà hiệu nhiều lắm. Tại chỉ lấy tết Mỹ á, hiệu nhiều. Còn mà lấy áo kiểu kia không có bán được. Còn là bữa hổm bán 19 ngàn thì chưa bán được. Viết trong bịch này, bịch này có áo kiểu không nữa. Tối giờ quảng cáo cho gian gì mà ngộ gì. Còn quá con. Tới 12 giờ chưa có lọc xong. Nè, để móc móc tôi còn gì móc móc tôi mới chế coi. Mình ra viết to rồi pin là em để riêng rồi. Trong đây biết còn con kiểu nào không? Để lên cho mấy chế mấy con mình ra này nữa em xuống nha. Không có kêu ghéo nữa đó. Xuống thiệt đó. Bà ra siêu phẩm hết trơn rồi, lên đầu rồi đó. Size L, cúp này, cúp B, cúp C gì đó. 30k lên mã xanh. Còn con áo kiểu kiểu cọ gì nè. Này áo gì là áo bơi nha. Có mút. Size ML. Cái quai đâu? À, quai ngang cổ. Cái quai nó gì nè, chắc tầm size L quá mấy chết. Size to to. ML nha. 20k. 20k lên mã. Mã 20. Chưa lên đơn hàng nữa mấy chết. Lên hết mấy hàng. Lên đơn trả cách coi. Ui 30 của mẹ nãy mẹ tạo, mẹ tạo Google Street View chưa? Chưa nè, còn có áo kiểu Google Street View có thể kết nối với vệ tinh về để tìm những nơi thì trả bí ẩn. Hai lớp không mút nha, tem đen nữa nè. 20k lên mã hoa. Nhà đảo ngược luôn mà. Ừ. Hoa. Áo ống nè. Hiệu dốc khay áo bà ra nè, 20. Áo bà ra của dốc khay size M 20k lên mã da. Rồi bờ ra nữa nè, size L nha, 20k lên mã hồng. Chất bóng ghê chưa. Rồi con này nó bị ấp màu, em tặng cho mấy chế là mút liền của dốc khay size M á, cúp sexy ghê, ai ngực đẹp đẹp mặt. Em ngực sệ sệ mặc vô nó chạy ra hai bơ, nó chạy vô đây. Mặc này chạy ra đây xấu này nè, mặc thành áo ngực nha mấy chế, nó bị dính màu nè. Tặng nè, lên mã ngực đi. Nè, áo ngực của nó là nó một lớp nó mỏng vậy nè, nó sexy. Size này là size 38B, thành size LXL á.
mới vậy đó, 10k lên mã vàng rồi, xuống like nha mấy chế ơi. Ai có đơn nhớ inbox em nha, mấy nay hàng đi chậm quá. Hello hello, tạm biệt cả nhà, không ai nói gì cho ta. Nè em còn con, nè size nó cỡ bị lớn không nè, size XL á, mới vậy đó, champion luôn, size XL. Còn ai hốt con này XL giùm đi. Rầu có ba cái hả? Bữa sau chị lọc hàng gì lên siêu phẩm á, toàn là Bing với Victor được không hả? Siêu phẩm Mỹ đẹp lắm nhưng mà size bự. Siêu phẩm này là đúng hãng luôn. Nè coi tức không? Một em Bing nè, không biết giờ chế sao cái khóa mất tiêu cái khóa của người ta rồi. Kéo lên là nó có cái khóa hiệu Bing nè. Chụp hình một cái là search web là ra liền. Đẹp. Size L nữa. Giờ em không biết em chế khóa sao. Cái con pin này là cái khóa nó kéo lên nó ra cái chữ mút nè, đẹp ghê hồn không. CL đó. Giờ không biết chị chế cái khóa vô được không ta. Không rành về cái mai, không rành về cái mai mặt. Cái mút nè đó. Mới cứng luôn. Tiếc gì đâu, để chị chế khóa vô. Còn mấy con đẹp lắm, trời ơi phải giặt. Siêu phẩm phải giặt, nó bị dính mà không, nó dính dơ một xíu á, rồi cái bán cho mấy chị không có chịu. Siêu phẩm là phải đẹp. Trời ơi em còn giặt, em còn nhồi mút nữa, trời ơi bao nhiêu khâu nên là bán không nổi luôn. Được hả? À cái móc ngang á hả, để mặc thành áo ngực á hả? Chị muốn gắn cái khóa vô được không á, cái miếng kéo á, gắn cái miếng kéo vô á, chứ gài cái móc là đâu có tập được đâu, thành áo ngực á. Theo khóa thì nó mất chữ pin nha em. Chế thì sao mà làm cái kéo á, hoặc là đúng rồi, nếu mà em nói như Trâm Ngô á, làm cái khóa cái móc á thì mặc thành áo ngực, tại vì nó hơi bị hở ngay chỗ này. Hay là chế hai cái, chế về chế đi nè, bán rẻ cho mấy chế về chế nha. Hay còn ở bên ráng còn không em? Chị làm bỏ sót một con pin Victor yếm bánh ráng đây nè. Không, tại vì cái này nó bị lỗi mà đưa ra là hàng nó sẽ có nhiều siêu phẩm hiệu này lắm. Bing với Victor. Bing Victor là một hãng. Cái Bing là nhánh của nó. Mà ý là size L nè. Đó, giờ bán nhiêu giờ? Không, bạn gì đó vừa. Bạn mặt trời đó vừa, mới lắm luôn. Giờ mua bán nhiêu giờ mấy chế? Em chả biết bán nhiêu. Siêu phẩm thì em bán trăm mấy á, còn này giờ em bán nhiêu đây? 40k mấy chế về chế được không? Còn không là em đem lại tiệm em kiếm cái mũ, cái độ kéo á. Ghét nhất cái này chắc nó kéo luôn. 40k bánh ráng còn không em? Tại vì hồi nãy bạn đó hỏi, bạn hỏi mình mới nhớ mình bỏ sót cái yếm fix. Bốn mươi k mặt trời mới vừa, thú hiệu vừa đó em. Cái này lờ mỹ nó to phải như em mặc mờ, ngực em phải là 88-90 á, ngực 90 á. Bữa sau nha, cho mặt trời đi, mặt trời chắc vừa. Bữa sau nha mấy chế, hiệu Victor với Bing cả đống nhưng mà chưa có giặt.
Ủa này 35k cái yếm của ấy mà không ai lấy trời. Kiếm binh nè, mấy chế nãy đòi áo kiểu áo gì hiệu gì nè. CS hiệu binh nè. Yếm luôn nè. Sao không lấy? Lên mã dừa đi nè nè em sót. Ai còn hốt đi, lên mã dừa. Nói chung là nó không có phải cũ lắm, nhưng mà tại vì cái viền này em thấy cái màu nó phai phai để em bán rẻ lại xíu. Rồi đúng hàng đó là em bán 80-90. Còn cái nào mà cũ nhiều á là em bỏ. Cái yếm 35 quá rẻ. Khi nào chị like? Bình thường ngày nào chị cũng like chứ, nhưng mà không biết chị có làm xong siêu phẩm chưa. Nếu xong thì ngày mai like. Trời ơi, con cái nó học online nó mệt lắm. Con cái nó học online phải coi theo nó. Nó mới vô lớp 1 mà. Để qua cái bạn kia bản inbox cái gì ta, để dẹp vô mất công kiếm không ra. Chắc ngày mai đi, dự định ngày mai đi. Cái bạn này bạn kia bạn nhắn cái gì ta, Lê Ngọc Ánh à, còn sẽ ép. Mai lai tối nha. Trời ơi, tối chồng chị ổng ở nhà, ổng không có khoái. Ổng đi rồi lai mới khỏe. Với lại tối ở đây nó tối hù mạng thì nó yếu. Nhớ hồi nãy như là ai lấy cái này ta. Nè áo kiểu nè, kim sa hột lụ này sao không ai lấy đi, đòi áo kiểu thiệt chứ tôi hận. Kim sa hột lụ, lụ lê bình bát mãn cầu nè, ai vô trễ giờ hốt con này đi, nó bị ruột chỉ nè. Mai lại thôi, nãy bán nhiêu 30k giờ bán 25. Không có, tại vì tối bài ra chị đâu có dọn kịp đâu. Rồi đi lên ngủ sáng cho nó học online. Không có kịp nè. 25 nè, về mai đường mai này lại nha. Cái Binh Nhung hả? Binh Nhung khách lấy trước khi like. Cái đó size XS khách lấy rồi em. Nó toàn khách biết nhìn hàng không à, vô mua Binh với Vic không à. Ôi họ mi ơi, mới có đơn đâu có đi được đâu, mình nghỉ rồi giờ mấy em ren em phải bỏ vô một bịch riêng. Ôi xong được, cái đó là chị đăng lên chị bán đó chứ đâu phải chị đăng chị cái báo like đâu. Chị nào chị báo like là chị nói là like không có bán trước. Còn cái đó tôi băng lên tôi bán. Tại vì mấy quỷ này bán cái vô like áo tập á, like áo ren người ta không có coi. Nè màu hồng sẽ mờ nè, trời ơi đẹp không. Chờ Binh Nhung. Binh Nhung đó hả, bạn kia. Bạn kia lấy trước khi em hỏi lần em ơi. Chị mới đăng lên là bạn đó lấy. CK nè. ISC CS nè, 30k. Hốt đi. Còn hiệu không? Ủa đỏ này nãy có ai lấy không mà khúc sau dành đỏ nè. Sao khúc đỏ không ai lấy hết trơn vậy? Hồng nè, cho chút. Chút tiên nè, 35k nè. Da nè, ủa màu ghi 35 luôn, size M, S, M gì đều được nè. Cái ren này nó bóng lắm nè, thấy không? Chất nó bóng mà nó
kiểu nó sexy. Ôi con này 10k. Chê hai cái đầu ti thôi. 10k CS. Đây sexy nữa nè, 25k. Thôi 20k đi. CSM lên mã 20. Như một cái tấm rèm. Màu đỏ đô 35 nè, size M lớn. Tại vì không có chụp chứ mấy em này đẹp lắm. Chụp sao chụp hết được. Vậy chứ bán gì đó, chứ có khách dặn rang. Rang này là tao hốt hết. Ủa cái này nãy có bán cho ai rồi mà ta? Cái này em bán chưa, sao nó còn đây? Ôi trời ơi. Nè hốt đi em. Trăm ngô, nãy dành chi cái nãy. Cái này sẽ ép lên mặt đẹp nè. 30 hay là tại vì chị bỏ sót lỗ của người ta rớt ra trời. Lên mở yếm đi. Rồi 20 nè. Ok ok 20 cho chút. Ở nhà tôi hồi xưa là thu hút toàn là khách làm víu không, tại vì nó không có mút. Mấy chị làm víu là chỉ cần ấy. Nè cái này nè, dây nè, xinh dễ sợ luôn. Mà dính dơ xíu nè, 15k. Rồi 30 nè, hay là chị bỏ sót vô rổ của ai mà chị bỏ ra ngoài. Để em luôn. Chẳng có cái. Để đơn đi dồn đi. 25 luôn nè, quận về. Quận về em ấy tụt giá. Ôi ôi con này 35k nè, 30 đi. Xe M nè, trắng tinh. Nãy tưởng còn xe bự chứ ai nhìn xe nhỏ. Cái này có cái cung mà không có mút một lớp nè, 20. Xe M nè. Xanh nè. Ôi mấy tình yêu ơi, 30 nè. Áo bờ ra nè, đẹp ghê chưa? Chút kéo cái này thâu dây nó lại. Chắc người ta sẽ quên. Chắc ai đó sẽ quên. Đây 30 lên mã chữ V đi. Sexy lắm. Này tặng không ai lấy hả ta? Tặng này nãy có ai lấy chưa hay là bị sót vậy? Bị ấp màu tặng nè. CSM hiệu luôn á. CM đi. Lên mã tặng đi mấy chứ. Rồi bye bye mấy chế nha. Đi chút. Em chuyển khoản con cái hôm nay luôn. Không thì để ngày mai chốt cũng được. Tặng cho Trâm Ngô. Cái này mặc thành áo ngực thôi nha, nó bị dính màu. Ren mờ á em. Nãy em chưa coi hả? Cái màu trắng nãy lên chưa? Cái này lên chưa? Một lớp nè. Một lớp nè, 20 luôn đi. Này 25 xanh lá. Ren đúng sexy luôn. Màu đỏ nãy 25 đó. Cái này 30 đi. Đỏ đô. 25 xanh lá nè. Chụp cái nào? Chụp cái mà cái không có mút á. Mà cái một bên này nè. Đó, dán mặt này nè. Dán vô màu da. Đăng lên nó kêu hình ảnh mang tính chất. Này sẽ ép rồi. Này size nó để ép nhưng mà tầm M vừa nha. Dính bẩn tí xíu nè. 15k đi.
cái chun này rất xinh, cái chun nó rất xinh. Nếu em có tập gym có PT là dáng ngon rồi, dáng ngon là phải mặc đi cho nó đẹp. 15k nha. Một cái màu ghi này nãy đẹp quá trời nè, mày 30 đi, màu ghi này đẹp lắm nha, lên mở ghi đi, CSM đều được, có chỗ nhét mút luôn. Rồi hết size M để tình yêu ơi, còn size to vật vã. Đẹp thì khoe đêm ơi, để mơ mốt già không còn body đâu khoe. Là lấy cái mấy tấm hình cũ ra coi, cũng nhớ một thời đã đẹp. Cái ống da này là 10k luôn, đi xem mờ. Đã nhớ một thời ta đã đẹp. Rồi nha mấy chế, trời cái này gọn hơn ha. Mấy cái này xếp vô gọn hơn. Xuống like đi mấy chế ơi. Mà chị không có theo dõi Facebook em thôi chị biết. Em phải gửi qua cho chị. Feedback gì đó. Ngoài em xuống like nha. Ngày mai em giặt giũ đồ sạch sẽ rồi em lên live tiếp. Còn hàng siêu phẩm nhiều lắm mà chưa có làm xong. Nghỉ ngơi ăn cơm nước rồi, cảm ơn em. Ủa em nói tập PT online hả em, mà sao biết em coi live? Tập online sao mà PT biết em coi live? Bi văn ti nghe hả, mở nhỏ nhỏ chắc tập PT cũng tháng cũng chắc khóa tầm 3 tháng cũng mười mấy triệu thôi. Ôi xuống like nha mấy chế, chúc mấy chế một buổi chiều vui vẻ, một buổi tối. Một bên nó kèm, ủa đâu đang dịch mà. Dịch mà tới nhà luôn được hả? Bye 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 bye. Trời ơi, giết hối đầu luôn. Bye bye. Mốt đi sửa nhan sắc rồi lại. À. Rồi bye bye nha.